Kiếm like tập 29, bách quái chúc các bạn xem video vui vẻ. Nam nhân đưa tay chỉ phụ nhân, tức quá mà cười, nói, người bao nhiêu tuổi rồi, còn ngây thơ buồn cười như vậy. Người cho rằng Hoàng đế Đại Ly có thể có thành thế hôm nay là một đường hài lòng thuận ý đi tới. Đất một quận chúng ta còn như thế, thường nghĩ vương triều Đại Ly bản đồ rộng lớn cỡ nào, lại sẽ cân nhắc lợi hại như thế nào, thân là vua một nước, xấu xa cùng ẩn nhẫn trong đó, tuyệt đối là điều người với ta không thể tưởng tượng. Phụ nhân lặng lẽ không lên tiếng, nam nhân uống ngụm trà, dựa lưng vào ghế hiện ra hết nét mệt mỏi kéo kéo cổ áo lẩm bẩm ta là môn sinh nho gia cho nên tu thân tề gia tất nhiên sẽ dốc hết sức tuân thủ nghiêm ngặt quy củ nhưng ta còn là quan viên hoàng đình quốc trên địa bàn có trăm vạn lê dân cần giúp bọn họ có cuộc sống thái bình ăn no mặc ấm cho nên ta sẽ không mọi chuyện đều lấy nhân nghĩa đạo đức để làm quan làm người bởi vì ta cần cúi đầu cúi người cầu người cầu pháp bảo từ các thế lực tiên gia để chống đỡ các loại hạn hán thiên tai cần tới cửa tặng lễ khẩn cầu các sơn thủy hà bá mắt cao hơn đỉnh kia tận khả năng đem khí vận giữ lại nhiều một chút ở trong quận của mình dưới núi dân chúng đói rét cũng tốt thân hào đại tộc cũng thế chịu thiệt bị các tiên sư bắt nạt làm nhục ta chỉ có thể may vá bù lại giữa tường phía đông đắp tường phía tây tận lực trấn an nam nhân nhắm mắt lại nếu không phải bè lũ xu nịnh như thế ta đã sớm tự mình từ quan hoặc là vứt bỏ mũ quan từ đó tên tán tu kia ở lúc dán phần bố cáo thứ nhất hắn sẽ bị vị quận thủ đại nhân nào đó chủ động kết nối với thủy thần mang theo binh mã và tu sĩ cùng nhau bắt lấy nếu không phải như thế tối nay tán tu sau khi chết sẽ ngay cả một tấm bia mộ cũng không có đương nhiên người cũng đã chết rồi sau khi chết có mộ bia hay không có ai kính rượu hay không có ai nhớ việc thiện hán từng làm lúc còn sống hay không lại có gì khác nhau chứ vị quận thủ đại nhân này đứng lên tới cửa sổ giọng trầm thấp hoàng đình quốc nam gia lộ thứ hai cũng chính là 10 năm trước ba châu gồm hạ châu ở trong ở giờ tí ban đêm chấn động không ngừng lấy hạ châu nghiêm trọng nhất nhà tranh tường thành từ miếu đều đổ chết hơn sáu vạn người một tháng sau đó hoặc nửa tuần hoặc mấy ngày động một lần cho đến cuối năm toàn bộ sông lớn bắc bộ bao gồm hàn thực giang ở trong nồi sóng mãnh liệt chỉ quận ta chết đuối đã có gần trăm người năm gia lộ thứ bốn mộ châu phía nam lại có hiện tượng lạ rời núi năm gia lộ thứ tám tây nam hành châu mạng lưới đường thủy tung hoành thuyền buồm vô số ở đêm trung thu đột nhiên có trái to thế lửa kéo dài hơn ngàn con thuyền thì cốt hơn vạn người điều thành cho tàn sắc mặt nam nhân thê lương môi khẽ nhúc nhích một số thiên tai này quả nhiên là thiên tai sao dân chúng không biết chân tướng, ta biết chứ. Nam nhân quay đầu, nhìn về phía phụ nhân ta thậm chí biết, tên tán tu kia ở trước khi bị bắt bị chết, nhất định sẽ mắng ta là tay sai của linh vận phái cùng thủy thần hàn thực rằng, hận ta so với hận bọn hắn còn sâu hơn, phụ nhân muốn nói lại thôi. Sắc mặt nam nhân dần dần trở nên bình thản ta đã có thể xác định, sau khi tên tán tu này chết, trong quận thành, rất nhanh sẽ có mấy nhà hào phiệt cố ý phát tán lời đồn đãi chuyện nhàm, nói ta vì lấy lòng linh vận phái, liền vất vả tìm được chỗ tên tu sĩ kia ẩn thân đem hắn bao vây tiểu trừ đánh chết phụ nhân thở dài quá nửa là như thế nam nhân cười nói ta nói những thứ này không phải nói cho người nghe là nói cho bản thân ta nghe trong cái giếng nước cũ kia của khách sạn thu lô tuy không ngừng có sương mù màu trắng lượn lờ dâng lên sau đó tản mạn khắp nơi nhưng thật ra mực nước cực thấp vách bên trong che kín dơ xanh lét đột nhiên mực nước rầm rầm tăng vọt nhanh chóng mãnh liệt mực nước ngang với miệng giếng sau đó có một vị nam tử cao lớn mặc giáp trụ tay cầm đoàn kích bước ra một bước hai má nam tử đều tự sinh ra một đoạn sâu dài, ngoài ra, không có gì khác với người thường. Nam nhân nhìn quanh, về phần thiếu niên đình nghỉ mắt bên kia đang tĩnh tọa thổ nạp, căn bản không để vào mắt. Thân hình hắn đột một đội đất lao lên, nháy mắt đáp ở sân nhà quận thủ đại nhân ngủ lại, cất cao giọng nói, ngụy quận thủ, đầu tên tán thủ kia đã bị ta tự tay chặt, lúc ấy còn có rất nhiều người ngoài xem trò, đáng hận thằng nhãi đó không biết tốt xấu, lúc còn sống hướng ngụy quận thủ chửi âm lên, rất khó nghe, một số việc riêng tư không thể lộ ra ngoài của ngụy quận thủ ngươi, Điều để thằng nhãi đó nói không sót gì còn dám hướng trên người đại nhân nhà ta hát nước bẩn ta thật sự tức không chịu được vốn định cho hắn một kiểu chết sảng khoái thật sự là binh vực kẻ yếu thanh nguyện quận thủ ngươi liền trước đâm hắn thủng vài nỗ rồi mới chặt đầu việc này xong xuôi ta sau khi trở về sẽ báo cáo tình huống với đại nhân yên tâm quyết không để lời lẽ vô liêm sỉ của tên kia trước khi chết làm hỏng tình cảm hữu nghị của ngươi cùng đại nhân nhà ta vị cấp dưới trực thuộc thủy thần hàn thực ra này nói xong là đi không dài dòng dây ra chút nào phụ nhân ngơ ngác đứng ở cửa sân theo phong cách làm việc cùng khí khái tính tình tên tán tu kia dựa theo ý kiến của nam nhân trong phòng trước khi chết mắng đau hắn một câu chó san là điều rất bình thường nhưng nếu trước mặt linh vận phái cùng với lượng lớn thế lực bản quận lải nhải không ngừng bóc vết sẹo rất không hợp về tình về lý bởi vì lúc trước nam nhân và hắn là từng lén tiếp xúc tâm tư hai bên trong lòng đều có tính toán nếu nói nam nhân thân là quận thủ phản bội bán đứng tu sĩ là rất kỳ quái như vậy tán tu làm điều thừa di ngôn trước khi chết cũng rất không bình thường điều ta lúc trước nghĩ vẫn đánh giá thấp hắn rồi quận thủ đại nhân đứng ở cửa sổ tu hành trốn cửa quan nhiều năm lý giải chiêu trò trong đó nhanh hơn so với phụ nhân hắn nhẹ nhàng nói dưới núi có hiệp khí hiệp hành hiệp nghĩa hiệp cảnh nội đại ly toàn bộ sơn thủy chính thần triều đình sắc phong sự vật rơi vào trong mắt dân chúng đơn giản chỉ là một pho tự kim thân cùng một ngôi miếu cho dù là ngũ nhạc đại thần cũng là như thế không có ngoại lệ nhưng nếu là đông bảo bình châu ở ngoài đại ly đừng nói là long tuyền thiết phù giang trấn hồng trúc trùng đạm giang chính thần sông lớn như vậy chỉ sợ dù là hà bà suối long tu thần linh không được xếp hạng như thế chỉ cần có thể tạo được mối quan hệ tốt với quan phủ địa phương cộng thêm phụ cận không có môn phái tiên phủ cường thế thì đều có thể đủ quang minh chính đại thành lập sơn thủy phủ đệ mà quy cách phủ đệ không khác gì hoàng tử công khanh triều đình thế tục thậm chí còn hơn thủy thần hàn thực giang là một trong các thần linh có thể đếm được trên đầu ngón tay của hoàng đình quốc ở một đoạn sông trong phạm vi trăm dặm không có thành trấn của hàn thực giang tốn thời gian nhiều năm là một tòa phủ đệ hào hoa xa xỉ treo tấm biển đại thủy diện tích ngàn mẫu chẳng qua tuyên bố với bên ngoài chủ nhân nơi đây là con cháu sở thị người có công lớn khai quốc của hoàng đình quốc hậu nhân sở thị biết cách làm giàu mới có gia nghiệp to lớn này trên thực tế chủ nhân thật sự chính là chính thần hàn thực giang tối nay tòa phủ đệ này đen đuốc huy hoàng banh ca yến hót chén chú chén anh phú quý đầy sành hai bức tường treo những ngọn đèn trong vật ấy ở phủ đệ trên núi cũng là bảo bối hiếm có quý không ở khung đèn tạo hình tinh xảo mà là một giọt long tiền hương kia đèn trong phần nhiều dùng ở các nơi mật thất lăng mộ đế vương chỉ cần một ngọn nến tầm thường sau đó hướng trên bức đèn nhỏ một giọt dầu thắp lấy từ mỡ cá voi long hương ở biển sâu nếu phẩm chất long tiên hương đủ tốt đèn có thể đủ trăm năm không tắt hơn nữa mùi thơm lạ lùng trường tồn có thể tập trung tinh thần không thua thượng phẩm đàn hương có nam tử áo bào xanh ngồi trên cao nơi chủ vị tay cầm chén rượu bạch ngọc nhẹ nhàng chớp lên rượu màu vàng tươi hơn nữa ngưng tụ mùi thơm nồng chỗ ngực áo bào của nam tử thông một khối bổ từ hình tròn là một con rồng cuộn mình màu vàng tươi bố tử hay bố tử là một mảnh vải hình vuông đính ở ngực và lưng áo trên phẩm phục của các quan trong chiều thời phong kiến việt nam trung hoa và triều tiên trên sảnh có hai mươi mấy vị khách đường xa đến đều là người tu hành thân phận không tầm thường nhưng đối mặt nam tử áo bảo xanh này vẫn tương đối khiêm nhường cung kính lễ phép trong ánh mắt nét mặt ngẫu nhiên để lộ ra một tia kiêng kỵ không chỉ có khách nhân kính trọng chủ nhân đơn giản như vậy khách sạn thu lô trong phòng thiếu niên áo trắng đã rời đi lâu ngày nương ngọn đèn sáng người chân bình an khắc xong cây châm bạch ngọc thứ nhất ngừng đầu nhìn về phía Lý Hoè ghé vào đối diện người là thích khắc hai chữ Lý Hoè vẫn là Hoè Ấm nếu khắc tên giống Bảo Bình cùng thủ nhất đơn giản sáng tỏ Hoè Ấm thì hơi có chút ngụ ý Lý Hoè tâm sự nặng nề sau khi nghe vậy cười nói tùy ngươi đều được Trần Bình An cầm lấy cây châm mặc ngọc kia vậy dùng một cái này màu sắc tương đối hợp với Hoè Ấm Lý Hoè gật gật đầu sau đó cố lấy dũng khí hỏi Trần Bình An người có thể bởi vì tức giận liền một quyền đánh chết Lâm Thủ Nhất hay không ta cảm thấy Lâm Thủ Nhất tuy lên làm luyện khí sĩ gì đó nhưng nếu hắn đánh với ngươi, ta nhắm chừng chỉ là chuyện một hai cú đấm. Thật ra, lâm thủ nhất người này tính tình kém một chút, tương đối hũ nút, mưu tính léo lát so với chúng ta nhiều hơn chút, nhưng hắn không có ý xấu. Trần Bình An dở khóc dở cười nghĩ cái gì thế, ta sao có thể đánh với lâm thủ nhất? Lý Hoài rụt rè bồi thêm một câu nhỡ đầu lâm thủ nhất chủ động tìm người đánh nhau. Trần Bình An, đến lúc đó người có thể ra tay, dạy dỗ hắn một trận là được, nhớ rõ xuống tay tuyệt đối đừng quá nặng nha. Lâm thủ nhất là con em nhà giàu, không già dày thì béo giống ta, bị lý bảo bình đánh vài cái hoàn toàn không có việc gì ta cảm thấy hắn không chịu nổi đòn trần bình an không biết giải thích một số chuyện có liên quan lòng người như thế nào chỉ đành nói ta sẽ chú ý lý hoè lúc này hoàn toàn yên tâm nụ cười lập tức nở đầy trên mặt đứng dậy chạy tới cái hòm sách nhỏ bên kia lấy ra con rối gỗ vẽ màu cùng nén bạc kia trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống sau khi để rối gỗ dẫm ở trên nén bạc thuận miệng hỏi lâm thủ nhất lúc trước nói với ta châu quận đại thành trên đời này đều sẽ dựa theo lễ chế nho giáo lập ra cho vương triều xây dựng thành hoàng các, huyện thành thì có miếu thành hoàng, quận thủ, huyện lệnh các quan phụ mẫu lão gia này cai quản chăm chút một vùng của dương gian, thành hoàng gia trị an cõi âm, tuần tra cai quản trong lãnh thổ, phòng ngừa quỷ mị tà uế âm thầm quấy phá. Trần Bình An, ngươi nói chúng ta lúc trước đi miếu thành hoàng kia, quy mô cũng lớn như vậy, còn thiết lập ở trong quận thành, sao còn gọi là miếu chứ, không nên gọi là thành hoàng các sao? Với lại chúng ta ban ngày ở miếu thành hoàng đi dạo lâu như vậy có thể thật ra chúng ta đã gặp phải thành hoàng gia chỉ là chúng ta không nhận ra hay không trần bình an nghĩ nghĩ những thứ này ngươi phải đi hỏi thôi đông sơn kia lý hoè dùng sức lắc đầu ta không thích kẻ đó thần kinh cổ quái trong một gian phòng hai cô nương một lớn một nhỏ cách một gọn đèn hai người ngồi đối mặt nhau một người trẻ lau sáo trúc một người khoanh hai tay ở ngực như hổ rình mồi tiểu cô nương áo bông đỏ nói cảm ơn ngươi buổi tối thích ngáy tiếng ngáy như sấm ta buổi tối ngủ ở lều trại của mình cách ngươi xa như vậy ta cũng nghe được thiếu nữ ngăm đen ngẩng đầu mỉm cười nói thật ngại quá ta ngủ không ngáy lý bảo bình khẽ nhíu mày ngươi làm sao biết mình ngủ không ngáy tạ tạ lấy lòng trong ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sáo trúc cố ý bắt chước động tác nhớ mày của tiểu cô nương áo bông đỏ bởi vì ta là luyện khí sĩ thần tiên trên núi trong mắt các ngươi lý bảo bình hất hàm cao cao hỏi vậy ngươi có hòm sách nhỏ không tạ tạ không còn lời nào để đối đáp lại cuối cùng tiểu cô nương đại thắng mà về từ trong hòm sách lấy ra một chồng sách bắt đầu khêu đèn đọc đêm là quyển du ký sân thủy nàng trung tình nhất viết kỳ sơn dị thủy viết sơn tinh quỷ quái viết thư sinh hồ tiên tiểu cô nương đọc chuyên chú nhập thần khi thì nhíu mày khi thì giật mình khi thì nhảy nhót khi thì kinh ngạc tạ tạ nhìn thấy hết theo bản năng vươn một ngón tay nhẹ nhàng kéo ở bên cạnh gò má lâm thủ nhất nhắm mắt ngồi trong đình nhỏ tĩnh tâm ngưng thần hít thở thổ nạp cẩn thận cảm thụ được dòng nước trong trời đất sóng lớn cuốn cát trôi lấy tinh hoa trừ cạn bã đem tinh hoa hơi nước giống như theo dòng nước trôi dạt ở quanh giếng nước từng chút một lần lượt thu thập thu vào trong khiếu huyệt cho dù giếng nước cũ bên kia chuyển đến động tĩnh không nhỏ thiếu niên vẫn thở ơ cũng may tinh quái quỷ mị nổi lên từ trong cái giếng nước kia mục tiêu hiển nhiên không phải lâm thủ nhất hắn hai bên không can thiệp chuyện của nhau lâm thủ nhất ở trên kỳ đôn sơn liếc một cái đã nhìn chúng vân thượng lang lang thư là một bộ bí điển đạo gia tu hành ngũ lôi chính pháp đề cập tu hành cụ thể hạ ngũ cảnh suy có một số lời nói sơ lược không rõ ràng nhưng rơi vào trong tay lâm thủ nhất giỏi về tính toán thôi diễn hiệu quả cực tốt rất nhanh mấy tòa khí phủ trong cơ thể lâm thủ nhất truyền đến cảm giác căng phòng lâm thủ nhất vẫn không muốn thu tay lại một đường trèo non lội suối chưa bao giờ cảm nhận khí tức thanh linh nồng đậm như thế lâm thủ nhất không muốn bỏ qua nửa canh giờ qua đi lâm thủ nhất sắc mặt hồng nhuận như là phàm phu tục tử đói khát khó chịu đối mặt thịt cá không biết tiết chế một hơi ăn tới mức no căng bụng thình lình có người vỗ một cái ở đầu vai lâm thủ nhất lâm thủ nhất ở no thuận thế phun ra một ngụm khí đục thật sự là khí đục danh xứng với thực giờ bẩn tanh hôi vị khách không mời mà đến kia vội vung lên tay áo trắng như tuyết sơ tan một ngụm uế khí không sạch sẽ ngày sau tích góc này thầm oán tiểu tử ngươi thật to gan không sợ bản thân ăn nào vỡ bụng à lâm thủ nhất ngạc nhiên nghi hoặc nói luyện khí sĩ hấp thu linh khí ẩn giấu giữa trời đất không phải càng nhiều càng tốt thiếu niên áo trắng tức giận nói như tạ tạ nói một cái lì uống rượu làm sao chứa được ngàn thân rượu càng nhiều càng tốt dựa theo ý kiến này của ngươi những kẻ lập giáo xưng tổ đã sớm đem linh khí của vài tòa thiên hạ nuốt hết vào trong bụng nào còn có cơ hội của luyện khí sĩ khác đương nhiên là cần tiến hành theo chất lượng khai quật ra vài tòa động phủ liền hấp thu bấy nhiêu linh khí trong lòng lâm thủ nhất có chút nghĩ mà sợ nâng tay lau mồ hôi ở chán thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng nhìn về phía cái giếng nước linh khí bốc lên kia chẳng qua hình ảnh tiên khí mồm mịt này chỉ có luyện khí sĩ đang đường nhập thất hoặc là võ đạo tông sư mới có thể nhìn tới được đối với dân chúng phố phường mà nói cho dù đem đầu thò vào trong giếng nước cũng chỉ là cảm thấy so với nơi khác càng dâm mát hơn chút thiếu niên thôi sàm quay đầu cười nói ta cứu ngươi một mạng, ngươi cho ta mượn một tấm phủ lục, thế nào, là mượn, về sau ta sẽ trả, lâm thủ nhất do dự một lát, thiếu niên thôi sàm giật giật khóe miệng yên tâm, không phải bốn tấm quý giá nhất đó, chỉ là một tấm kim phấn phủ lục rất tốt, cũng không tính là tốt nhất, lâm thủ nhất gật đầu nói, được, thôi sàm búng vang ngón tay, từ trong lòng lâm thủ nhất trượt ra một tấm phủ lục màu vàng, bay xuống trong lòng bàn tay hắn, thôi sàm cúi đầu xem xét, trong mắt lộ ra tán thưởng, lá bùa, là một trong những căn bản của phù lục phái một nhánh lớn này của đạo gia lá bùa bình thường trên thế gian là giấy hoàng phiếu hướng lên trên một tầng nữa chính là giấy vàng cứng được xưng là hoàng tỳ là thứ đạo môn trong thiên hạ thường dùng trong đó còn có một số trường hợp đặc biệt kiểu như lá bùa màu xanh có tiếng tốt mưa tạnh trời quang cùng với một ít lá bùa màu sắc rực rỡ sắc thái rực rỡ rất nhiều là vật ngự chế nhà thiên tử chuyên dụng chỉ dụ thường thường dùng để phong thưởng văn võ đại thần thời gian lễ mừng gia đình phú quý tầm thường có nhiều tiền nữa cũng không mua được giấy bùa bình thường đều là đạo giáo dùng để vẽ bùa phù lục đạo giáo là chính tông của phù lục thế gian căn bản được coi là tổ mạch của rất nhiều nhánh phù lục nhưng giấy bùa chưa chắc câu nệ vào giấy vàng loại trang giấy này chất nhân đạo giáo cùng lục địa thần tiên thì không cần giấy bùa thực chất có thể đủ vẽ bùa tư hư không thành tựu một tấm linh phù mà binh gia cũng có phù chữ sát chấn nho gia cũng có kinh thư nội dung so với binh gia phức tạp hơn chút hơn nữa thể chữ phần nhiều là chữ khải chữ khải lại chia ra thể chữ của bảy tám vị thư pháp tông sư có bát chính chính cửu các cách nói phật ra lấy kết ấn sở trường phủ lục tuy cũng có nhưng tương đối hiếm thấy lâm thủ nhất tò mò hỏi đây là thuật pháp thần thông gì thôi sàm đem tấm kim phấn phủ lục này thật cẩn thận để vào trong tay áo thuận miệng nói chờ ngươi đến chung ngũ cảnh sẽ rõ đến lúc đó luyện khí sĩ có thể đem tâm ý ngưng tụ thành sợi dây lòng đạo hạnh cao thấp tu vi sâu cạn sẽ quyết định số lượng nhiều ít cùng to nhỏ của tiếng lòng cái gọi là cách không thủ vật chính là như thế cách không thủ vật lấy vật mà không cần chạm vào lâm thủ nhất hiện nay là luyện khí sĩ cảnh giới thứ ba đỉnh phong trong mấy tháng thần tốc như thế có thể nói một bước lên trời đã bởi vì thiếu niên vốn là hạt giống tu đạo trời sinh cũng bởi vì một bầu rượu đó của a lương kẻ có tiền thích mua rắn lớn từ sơn giã tiểu phu mổ lấy mật bò vào rượu sửa hiệu kinh người như vậy lấy yêu đan một vị đại yêu phi thăng cảnh ngâm mà thành rượu thuốc huyền cơ ẩn chứa trong đó có thể nghĩ mà biết thiếu niên áo trắng đứng lên cười tùng tìm nói a lương là người dẫn đường cho người tu đạo lên núi quý trọng cho tốt phần cơ duyên này, nếu ngươi không quý trọng, ta sẽ. Lâm thủ nhất gọn gàng dứt khoát hỏi, sẽ như thế nào? Thiếu niên áo trắng sửa lại cách nói, cười nói, sẽ không cao hứng. Thiếu niên thôi xàm nguyên bản cách nói, là ta sẽ giết điệu của ngươi. Lâm thủ nhất ở sau khi cảm giác phình bụng kia dần dần rút đi, lại bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, lợi dụng thân thể này của mình đi tàng phong tụ thủy, đi dựng cầu trường sinh thuộc về mình. Thiếu niên áo trắng khẽ điểm mũi chân, nhảy ra khỏi đình chú mát, đi hướng cái giếng nước cũ kia hai ngón tay kẹp lấy tấm kim phấn phủ lục mượn được từ lâm thủ nhất lâm thủ nhất thấp giọng hô thôi đông sơn người muốn làm gì thiếu niên áo trắng ý cười nghiền ngẫm đi đến trên miệng giếng mặt hướng lâm thủ nhất trong đình thiếu niên thôi sàm dơ lên cao hai ngón tay nhẹ nhàng vẫy lên phủ lục trong ngón tay lui về phía sau cả người trượt vào trong giếng theo đó đồng thời mặc niệm tị thủy tránh nước tuy nói sắc trời tối tăm thật ra canh giờ cũng không tính là muộn cộng thêm sân nhà này của khách sạn thu lô bố trí tinh xảo lịch sự tao nhã lý hoẻ mò đông mò tây không có chút buồn ngủ nào thừa dịp trần bình an điều khắc ngọc trâm đứa nhỏ dứt khoát lấy ra hộp gỗ thổ địa Gia kỳ đôn sơn đưa tặng đặt ngang lên bàn đem rối gỗ sặc sỡ tính cả năm tượng đất ngụy tấn kiếm tiên miếu phong tuyết đưa tặng toàn bộ để vào trong đó lại đem bản đoạn thủy đại nhai mua từ trấn hồng trúc cũng ném vào sau khi chuyển nhà cái hộp dài này do gỗ âm trầm vàng nhà chế tạo này do có dư chỗ để trống hộp gỗ hiện ra màu đỏ ngụy bách kỳ đôn sơn nói là vì chôn ở trong bùn đất vô số năm màu sắc từ vàng dần dần biến thanh đỏ gỗ chẳng những chưa mục nát ngược lại sinh ra mùi thơm lạ lùng lý hoài lúc này đem đầu ghé đến trên hộp gỗ cẩn thận hít người mùi thơm nát đó vẫn như cũ chưa từng nhạt bớt đi không kém so với lúc ở chồng đầu dịch lấy ra người lý hoài bắt đầu bẻ ngón tay rời khỏi quê nhà trấn nhỏ đi xa học tập dọc đường màn trời chiếu đất lý hoài hán dựa vào chịu khổ nhọc vẫn có chút thu hoạch trừ cái hòm sách trúc nhỏ xanh lục quý giá nhất kia bên góc tường còn có hộp gỗ vàng nhạt cùng rối gỗ tượng đất này thật ra trong quyển sách đoạn thủy đại nhai kia còn nuôi dưỡng mấy con mọt rất đáng giá cùng với con cá thanh binh bị a lương vỗ một cái vào trong sách chẳng qua lý hoè không thích đọc sách rất ít lật xem quyển sách tốn của trần bình an gần 10 lượng bạc này lúc này nhìn trần bình an tập trung tinh thần tạo hình văn tự ở trên cây châm lý hoè nghĩ đến mình tiêu của người ta nhiều tiền như vậy nhưng chưa lật sách như thế nào lúc mua sách còn chắc như đinh đóng cốt nói cho trần bình an nhất định sẽ đọc sách điều này làm đứa nhỏ có chút áy náy vì thế từ trong hộp gỗ lấy ra quyển đoạn thủy đại nhai tựa như mới tinh kia tùy tiện mở ra một tờ bắt đầu thầm đọc văn tự lý hoài tính để cho lương tâm của mình dễ chịu một chút lý hoài vỗ đầu nhớ tới một chuyện vội vàng đưa tay thò vào cổ áo chạm đến một cái túi tỉ tỉ lý liễu tự tay may kẹp ra một cái túi giấy dầu hứng trần bình an quơ quơ nhếch miệng cười nói trần bình an biết đây là gì không trần bình an cẩn thận buông cây châm cùng đau khắc dụi dụi mắt hỏi là cái gì khuôn mặt lý hoài đầy sự đắc ý từ trong túi giấy dầu rút ra một trang giấy gấp chỉnh tề giải thích lúc trước trong trường tư không ngừng có người rời khỏi cuối cùng chỉ còn lại có ta lý bảo bình lâm thủ nhất thạch xuân gia cùng đồng thủy tình năm người tiên sinh ở một tiết học cuối cùng cho chúng ta mỗi người một tấm chữ mẫu bên trên viết một chữ tề muốn chúng ta dụng tâm mô phỏng nói là bài tập về sau tiên sinh cũng không đem tấm thiếp ban đầu thu hồi lần này du học mẫu thân ta cảm thấy chữ này của tiên sinh tuy viết chỉnh tề chấp nhận còn không bằng chữ to trên cầu đối xuân của nhà cách vách được cái mực đậm đủ kinh đạo nhưng tốt xấu ta và tầy tiên sinh thầy trò một hồi lưu lại xem như là kỷ niệm bảo tỷ của ta vụng trộm máy túi ở trong quần áo cất vào túi giấy dầu ta về sau hỏi lý bảo bình cùng lâm thủ nhất lý bảo bình nói sớm không biết ném ở đâu rồi lâm thủ nhất nói cất kỹ ở nhà sợ mang ra ngoài dễ mất đi hủy hoại bạn đang xem kiếm like tại kênh youtube di các phim lý hoài đem trang giấy gấp mở ra nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn chỉ thấy bức chữ tể mẫu nhỏ kia vung, vung vung vắn vắn to bằng bàn tay lý hoài nhìn chăm chăm chữ kia nhìn một lát ngẩng đầu nghiêm túc nói trần bình an chữ tể này tặng cho ngươi đi ta giữ lại cũng vô dụng với lại ta thường xuyên vứt bừa bãi trần bình an lắc đầu cười nói ngươi đã sợ đánh mất ở trước khi tới thư viện đại tùy ta có thể tạm thời giúp ngươi bảo quản nhưng đây đã là bài tập tề tiên sinh giao cho ngươi vậy ngươi làm học sinh đệ tử của tề tiên sinh nên trân quý cho dù tề tiên sinh không còn nữa không cần mô phòng nhưng giống mẫu thân ngươi nói như vậy bảng chữ mẫu tự mình giữ lại tốt xấu là cái kỷ niệm lý hoè gật gật đầu tùy tay đem bảng chữ mẫu kia để vào trong trang sách sau đó khép lại đoạn thủy đại nhai ném vào hộp gỗ nào ngờ trong trang sách ba con mọt cùng con cá thanh minh kia ẩn nấp ở trang sách khác nhau đều rời khỏi văn tượng nơi nào đó trong sách ban đầu xuyên thấu qua khe hở giữa những hàng chữ lao đi nhanh chóng mãnh liệt cuối cùng nhanh chóng tiến vào bức thiếp chữ tề kia danh xứng với thực như cá gặp nước vui vẻ đến cực điểm so với lý hoè một đường vật cất chó săn thu hoạch lớn lầm thủ nhất thật ra cũng không kém một sấp lớp phủ lục cổ sư phẩm cấp có cao có thấp chất liệu có yêu có kém một bộ văn thượng lang lang thư một bộ sư sơn đồ vẽ hơn trăm loại sơn tinh quỷ quái là vị lão đạo nhân mù kia đưa tặng bởi vì trần bình an tặng cho thiếu niên trần thọt một viên đá mật rắn chất lượng cực tốt có qua có lại lão đạo liền lấy ra bảo vật tự xưng là sư môn tổ truyền này lại bị trần bình an chuyển tặng cho lâm thủ nhất về phần lý bảo bình càng có danh đao tường phủ cùng hồ lô dưỡng kiếm màu bạc đồ không nhiều chỉ hai món nhưng đều là trọng khí tiên gia tu sĩ thế gian thèm nhỏ rãi chỉ có trần bình an bỏ sức nhiều nhất giống như từ đầu tới cuối lại chỉ có hạt sen màu vàng nhạt hơi tỏ ra héo rũ khô quất kia hôm nay cũng không biết nó có tác dụng gì hôm nay càng nợ thiếu niên áo trắng một khoản tiền lý hoài nằm mọp ở trên bàn luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại trong nhà lâm thủ nhất rất có tiền chỉ là thân phận con tư sinh rất xấu hổ cho nên gã này có thể tâm tư tương đối mẫn cảm trần bình an người đừng chấp nhặt với hắn trần bình an gật gật đầu ta đợi lát nữa tìm hắn nói ra sẽ không sao lý hoài không biết sao toát ra một câu người tốt cùng người thành thật là chịu thiệt cha ta là như thế người cũng là như thế trần bình an bằng không về sau ngươi vẫn là đừng làm người hiền lành về sau nghĩ thêm cho bản thân không cần mọi chuyện nhường nhịn người khác nếu không ngươi chưa sao lý bảo bình nhận ngươi làm tiểu sư thúc tức chết trước hết nhắc tới lý bảo bình chân bình an nhịn không được cười hỏi bảo bình luôn bắt nạt ngươi sao ngươi chưa bao giờ đánh lại vẻ mặt lý hoài thiên kinh điện nghĩa thốt ra ta không dám nha ta đánh không lại cô ấy chân bình an cười ha ha cơn mỏi mệt do vất vả tạo hình văn tự kia nhất thời quét sạch lý hoài nhìn trần bình an khoái hoạt cười to đứa nhỏ cũng vui vẻ cười lên theo bởi vì trong ấn tượng trần bình an là chưa từng cười như vậy trần bình an bình thường bất luận làm cái gì nói cái gì luôn rất thu liễm câu nệ sợ nói sai làm sai cái gì lý hoài lập tức nhớ tới cha mình hình như cũng là đức hạnh này miệng mím lại cho dù là vui vẻ lông mày sụp xuống không quá vui vẻ lý hoài do dự một phen vẫn là tính nói một chút lời dấu dưới đáy lòng với trần bình an đứa nhỏ đặt đầu ở trên mặt bàn duỗi cổ ra đè thấp giọng rất thần bí hỏi biết ta vì sao luôn nhường lý bảo bình không trần bình an nói dỡn người thích nàng lý hoài trợn trắng mắt sao có khả năng ta mới tí tuổi như vậy, hơn nữa, ta cũng không phải lâm thủ nhất và đồng thủy tình, hai tên háo sắc đó, mỗi lần tỷ của ta đến học đừng giúp ta mang đồ, trong mắt hai tên đó chừng sắp rơi xuống đất luôn, nhất là đồng thủy tình, mỗi lần tìm cớ đi nhà ta chơi, lúc tỷ của ta không có mặt, thì ủ ê, tỷ của ta vừa về nhà, đồng thủy tình liền như gà trọi, hận không thể gánh cho nhà ta hai vại nước đầy, mẹ ta à, thích đồng thủy tình một chút, cảm thấy con người thành thật, giống với cha ta, tỷ của ta, nhắm chừng hẳn là thích lâm thủ nhất hơn nhã nhặn càng giống người đọc sách hơn nói xấu xong lâm thủ nhất và đồng thủy tình lý hoè sắc mặt ảm đạm quay lại đề tài chính trong trường tư mọi người đều cười đùa cha ta nói cha ta là nam nhân bất lực nhất trấn nhỏ là ở rể không có tiền đồ càng ngày không làm việc đàng hoàng ăn bám vợ càng không có tiền đồ ngu đần rồng sinh rồng phượng sinh phượng con của chuột tuyết đào hang cho nên con hắn cũng chính là ta đọc sách quả nhiên vô dụng nhất mỗi lần tiên sinh kiểm tra ta đều là đội sổ lý hoè nhếch miệng cười nhau mắt ra thì lý bảo bình là tốt nhất trường tư nhưng tính cả lâm thủ nhất ở trong nàng cũng không cùng nhau chơi với ai mỗi ngày cứ như một trận gió bay tới bay lui vĩnh viễn là một người đi học muộn nhất tan học biến mất đầu tiên nàng tuy sẽ chê ta ồn ào thích khi không có việc gì thì đánh ta nhưng nàng chưa bao giờ cười chê cha ta có lần cha ta đến trường tư tìm ta mọi người đều ghét bỏ chỉ có lý bảo bình nguyện ý dẫn đường cho cha ta còn gọi hàn lý thúc thúc khiến cha ta vui vẻ rất nhiều ngày đó mỗi lần có người cố ý trước mặt ta lấy cha ta làm trò cười Lý Bảo Bình sẽ luôn ngăn cản bọn họ, không cho bọn họ nói bậy cha ta. Trần Bình An cảm khái nói, thì ra là như thế. Đúng rồi, Lý Hoài ngươi có người ghét nhất không? Lý Hoài sừng sốt không có, mỗi lần về nhà, ăn một cái chân gà béo ngấy thơm ngào ngạt, nghe mẫu thân ta dùng chuyện lông gà vào tỏi gian dạy cha ta cùng tỷ ta, toàn bộ không vui của ta liền không còn nữa. Trần Bình An trực tiếp lấy ngón tay nhúc bấc đèn, để đèn sáng ngời hơn chút, cười nói, ngươi lợi hại. Lý Hoài nghi hoặc nói, ta có gì lợi hại, ta còn cảm thấy ngươi không sợ nóng rất lợi hại đó người lên núi xuống nước có thể không đi giày rơm biết đốn củi biết câu cá vậy mới lợi hại lý bảo bình nha đầu hoang dã như vậy lúc còn rất nhỏ đã thích trèo cây sau đó hô bay đây phốc một cái ngã xuống đất chưa bao giờ khóc tự mình đứng dậy cuối cùng khập khiễng về nhà vì sợ đi đường không thích hợp bị trưởng bối trong nhà nhìn ra nàng sẽ cố ý kéo dài đến khuya mới về nhà ngay cả nàng loại người không sợ trời không sợ đất này cũng cảm thấy ngươi là người giỏi nhất trên đời này trần bình an một lần nữa cầm lấy đau khắc trường ngươi lớn hơn một chút sẽ biết mình vì sao lợi hại lý hoài nghe không hiểu nhìn những cây châm kia càng thêm thèm thuồng khi nào đem cây châm tặng cho chúng ta trần bình an dừng động tác khắc chữ đến thư viện đại tùy đi lý hoài hỏi bức sư sơn đồ kia ngươi sao lại đưa cho lâm thủ nhất ta nhìn ra được người cũng rất thích mà trần bình an giơ lên một cây châm ngọc nương ánh đèn cẩn thận chăm chú nhìn hoa văn nhỏ bé trên cây châm ta sợ thứ tốt ta không cầm được các người cũng không phải người ngoài tặng cho các người ta không đau lòng lý hoài cứ nhất định phải soi mói sự riêng tư của người khác thử hỏi một đêm chi tiêu hai ngàn lượng bạc cũng không đau lòng trần bình an buông châm ngọc cùng đau khắc thu hồi đặt lại hòm cao mày nói ta phải ra ngoài đi một chút đi thêm vài bước ngắm phong cảnh chút coi như là kiếm về mấy lượng bạc lý hoài quay đầu nhìn bóng lưng trần bình an đứa nhỏ mừng trộm lý hoài đợi tới sau khi trần bình an đóng lại cửa phòng lặng lẽ nói cho bản thân về sau nhất định phải đem món đồ tốt nhất nào đó tặng cho trần bình an vì thằng cha này suốt cả hành trình đi qua nhiều sông núi như vậy chỉ là cùng mình nhát gan đi xa cùng nhau ị đái sau đó đứng ở nơi không xa nói chuyện với mình, đã không biết bao nhiêu lần rồi. Trần Bình An không dám đi lung tung khắp nơi, đi về phía cái đỉnh nghỉ mát kia, nhìn thấy Lâm Thủ Nhất như trong dự liệu ngồi ở bên đó, không dám quấy rầy vị thần tiên trên núi trổ tài năng sớm nhất trong đội ngũ. Nhìn từ xa một đoạn thời gian, đang muốn xoay người rời đi, liền nhìn thấy Lâm Thủ Nhất đứng lên, hướng hắn vẫy vẫy tay. Trần Bình An đi vào đỉnh nghỉ mát, so với thiếu niên Tuấn Lãng trước khi đi vào khách sạn Thu Lô, Lâm Thủ Nhất bây giờ hình như có thêm chút phong thái phiêu giật lâm thủ nhất lấy một cái đề tài không xấu hổ thôi đông sơn kia mượn ta một tấm phủ lục liền đánh vỡ quy củ khách sạn đi ra khỏi đỉnh nghỉ mát này nhảy vào cái giếng nước cũ kia biến mất không thấy nữa trần bình an nhẹ nhàng nói thôi đông sơn sống hay chết ta quản không nổi cũng sẽ không quản lâm thủ nhất nghẹn thật lâu quay đầu nhìn về phía giếng nước bên kia chuyện ngủ lại khách sạn thu lô ta biết ngươi là có ý tốt nhưng ngươi nên đánh tiếng với ta trước trần bình an gật đầu nói về sau ta sẽ lâm thủ nhất quay đầu cẩn thận đánh giá sắc mặt cùng ánh mắt của thiếu niên dày rơm chỉ như vậy trần bình an hỏi ngược lại bằng không lâm thủ nhất tự diễu nói ta còn tưởng ngươi sẽ giảng đạo lý với ta hoặc là gọn gàng dứt khoát sán tay áo đánh ta một trận rồi nói tiếp ta thật ra đã làm tốt chuẩn bị đánh không đánh trả mắng không mắng trả trần bình an lắc đầu không nói lời nào dựa chéo vào cột của đình nghỉ mát nhìn về phía cái giếng nước di chỉ lão thành hoàng kia lâm thủ nhất nhìn không ra trò gì lâm thủ nhất nhìn trần bình an xin lỗi trần bình an cười khoát tay ngồi xếp bằng sau đó mắt không chớp dùng sức nhìn thẳng giếng nước cũ lâm thủ nhất như chút được gánh nặng sau đó buồn bực hỏi ngươi đang làm gì thiếu niên giày rơm nghiêm trang nói ta muốn đem bạc nhìn trở về thiếu niên lạnh lùng đã là người tu hành vội vàng đưa tay dùng sức xoa má chỉ vì không để mình cười thành tiếng bờ hàn thực giang phủ đệ đại thủy nam nhân áo bào xanh trên chủ vị nhìn phía khách nhân dưới sành không ngừng có người đứng dậy nâng chén kính rượu nói ca công tụng đức khó tránh khỏi toát ra một ít đắc chí hài lòng mới vừa rồi còn có một vị văn hào vang danh chiều giã lại một lần nữa đứng dậy kính rượu nói bản quận nhiều năm như vậy mưa thuận gió hòa tất cả quy công cho hán vị thủy thần lão gia này trong lời nói dân sinh một quận tốt cùng xấu không hề quan hệ với tên quận thủ họ người kia mấu chốt là loại nịnh nọt hơi tỏ ra trần trụi này đang ngồi nơi đây có một người mà quan phục tòng tam phẩm hoàng đình quốc không chút do dự đứng dậy kính rượu phụ họa vị văn hào kia miệng đầy lời lẽ khen ngợi thân là quan lớn tòng tam phẩm biệt giá một châu người cấp quan cao nhất lần hiến tế đại điền này đối mặt hắn ngồi cao nơi chủ vị cũng vẫn luôn mồm thủy thần lão gia một khi trở thành thần linh hưởng thụ hương khói tên họ gia tộc lúc còn sống đều kiêng về phần người có thể gặp mặt thần linh vì kiêng kỵ bình thường đều cần phải chú ý một điểm này sẽ không chỉ tên nói họ cách nói lão gia này là một cái xưng hô tương đối ổn thỏa thông tục về phần vì sao như thế có rất nhiều ý kiến trong đó một ý kiến chuẩn xác nhất nói là trong ba vị thân truyền đại đệ tử của đạo tổ có một người thích xưng hô ân sư là lão gia đạo tổ vui vẻ tức nhận vì thế liền truyền lưu đến nay nam tử áo bào xanh chậm rãi thu hồi tầm mắt hai bên dưới sảnh có bốn tâm phúc ngồi tùy tùng bên cạnh hắn chinh chiến bốn phương dài thì hơn ba trăm năm ngắn cũng có hơn trăm năm một vị trong đó trước khi hóa làm hình người bản tôn là một con cá chép đảo tươi cùng vị dã tu cá chép tinh kia của đại ly trùng đạm giang sương huynh gọi đệ quan hệ tâm đầu ý hợp nhưng vị cá chép tinh này lúc này có nhiệm vụ trong người vị trí bỏ trống một vị là giá nước tu luyện thành tinh sử dụng một đôi roi sắt là di vật tiên nhân hắn trong lúc vô tình đạt được mỗi lần chém giết với người ta ham mê lấy roi sắt đập nát đầu đối thủ hắn thích cắn nuốt đồng nam đồng nữ chỉ là chịu nam tử áo bảo xanh ước thúc ngẫu nhiên mới sẽ đi ra ngoài kiếm ăn không dám quá mức không kiêng nghề gì còn có một vị xuất thân lan thủy các mô cóc cản nước thiên tư tốt nhất nhưng trời xanh tính lười biếng cảnh giới ngược lại thấp nhất chỉ là thiên phú dị bầm động cái là ở chỗ rẽ sông lớn nuốt vào lượng lớn nước sông chỉ cần không khép miệng có thể nuốt mãi không ngừng Vĩnh Viễn sẽ không vỡ bụng cho nên ai cũng không dám bắt nạt, rất được nam tử áo bào xanh coi trọng, từng có hai vị thủy thần sông liên thủ phạm thượng làm loạn, tu tập rất nhiều thế lực, ý đồ lật đổ vị trí của nam tử áo bào xanh, vị tài tướng đắc lực này của thủy thần Hàn Thực răng liền phụ mệnh vụng trộm lên bờ lèn vào ngọn nguồn một dòng sông, sau đó hiện ra chân thân, hình thể như một ngọn núi, cứng rắn nuốt lấy ngọn nguồn nước sông, ép vị hà thần kia chưa đánh đã đầu hàng trước, dẫn tới một vị hà thần khác tư cố vô thân, cuối cùng bị nam tử áo bào xanh đập nát từ đường chùa miếu cùng kim thân mảnh vỡ dìm toàn bộ vào nơi nào đó đáy hàn thực Giang, chọn đời không thể siêu sinh một vị cuối cùng có chút không hợp nhau dâu đẹp nho sam hào hoa phong nhã nếu không phải sắc mặt xanh đen khác hẳn với người sống dương gian thế thế nào cũng như là nho sinh trung niên trong gia đình thư hương hàn thực giang dài đến 800 dặm đi qua địa giới ba châu tám quận bởi vậy bắc bộ hoàng đình quốc đều cần dựa vào dòng sông lớn này tới tắm người này tuy chưa từng lấy chiến lược chứ danh ở tòa phủ đệ đại thủy này lại được công nhận thủ tịch quân sư luôn tránh ở phía sau màn bài mưu tính kế cho thủy thần lão gia không thích kéo bè kết phái một mình một lối mỹ tỷ nha hoàn bưng trà đưa rượu trên đại sành một nửa là sắc đẹp nhân gian còn có một nửa nữ tử bôi son phấn đặc thù dựa vào đó che giấu khí tử thi là thủy quỷ rơi xuống nước bỏ mình thủy quỷ trên thế gian mặc kệ là chết đuối hay là nhảy sông tự sát tự nhiên không phải ai cũng có thể đủ trở thành thủy quỷ sau khi chết phải là lệ khí khó tiêu cùng với trước khi chết có thể chất trời sinh cùng canh giờ lúc chết đều có chú ý kiêm đủ ba thứ may mắn có thể hồn phách ngưng tụ không tiêu tan mới có khả năng được phủ đệ đại thủy thu nạp làm nha hoàn trong đó lại có thủy quỷ chịu cương phong tàn phá không ngừng tan thành mây khói ví dụ như phách hồn phong và suy phách phong thổi nhiều ở thời tiết mùa thu trong ngũ hành kim chủ sát hai cơn gió một ở ban ngày một ở đêm tối thay phiên phiêu đãng là một trong những thiên địch của quỷ mị thế tục cái gọi là hồn phi phách tán đây là một trong những nguyên nhân hai cơn gió bình thường chỉ sinh ra uy hiếp đối với âm vật nhưng nếu là người sống cơ thể cực kỳ yếu ớt phúc mỏng cũng có khả năng bị gió này thương tổn lại có cái gọi là sau thu hỏi chém quan phủ triều đình bình thường đều hành hình ở mùa thu tức là lý này chính là vì phòng người lệ quỷ lan tràn phát triển ngoài ra phàm tục phu tử từng nghe từng đợt sấm mùa xuân đối với âm vật tà uế mà nói thật sự như chống đòi mạng càng là những cửa ải gian nan bởi vậy có thể thấy được nếu nói làm người không dễ thành quỷ cũng không tính là dễ dàng ngoài bốn vị tâm phúc đại tướng phủ đệ đại thủy thì đều là khách nhân tới nhà chúc mừng người mà nam tử áo bào xanh thuận mắt nhất đương nhiên là văn hào đại danh đình đình hôm nay năm đó chỉ là tú tài nghèo kiết hủ lậu không cẩn thận trượt chân rơi xuống nước đáng tiếc người này thật sự không có tố chất làm quan cho dù có hắn vị thủy thần lão già này nâng đỡ giúp đỡ vẫn chỉ làm đến lục phẩm ngôn quan thì không lăn lộn tiếp được nữa cuối cùng dứt khoát đối ngoại tuyên bố từ quan quy ẩn ở trong sơn giã hạ châu phương bắc hoàng đình quốc xây dựng một phủ đệ xa hoa làm tể tướng núi rừng tiêu diêu tự tại sau khi tử quan trải qua hơn 20 năm kinh doanh đã được coi là tông chủ nhã nhạn sĩ lâm phương bắc hoàng đình quốc luôn cổ suý tạo thế cho thủy thần Hàn Thực Giang, chỉ là thi từ về Hàn Thực Giang, đã nhiều tới hơn 20 bài, cách mỗi 2-3 năm sẽ mở lượng lớn văn nhân nhà thơ ở trên Hàn Thực Giang cử hành hội thơ, phung tiền như rác, rượu ngon món ngon, hoa khôi mỹ tỳ, tận hết sự phong lưu của kẻ sĩ. Về phần con trai văn hào ở triều đình Hoàng Đình Quốc một đường thăng quan, cháu nội can cốt thường thường, trở thành người tu hành, không có ai muốn nghiên cứu sâu, hoặc là nói cũng không có cái gan đi truy hỏi tới tận cùng. Vị tông chủ văn đàn tự xưng hoàng lão đạo nhân này lúc này đang cùng biệt giá đại nhân trò chuyện vui vẻ cởi mở biệt giá là cái ghế số 3 trên danh nghĩa của một châu cái ghế số 1 đương nhiên là thứ sử sau đó là tướng quân đóng ở địa phương tay nắm binh quyền hoàng đình quốc võ tướng thế yếu trên triều đình trọng văn khinh võ cho nên quan uy của biệt giá thường thường vượt trên tướng quân của một châu ý nghĩa tồn tại của biệt giá càng nhiều hơn vẫn là hoàng đế dùng để cản tay và kiềm chế thứ sử lúc này mọi người theo bản năng dừng tiếng nói chuyện quay đầu nhìn phía cửa chỉ thấy nam tử mặc giáp hai má mọc hai lọn râu dài xài bước đi vào trong sành ôm quyền cười to nói hồi bẩm lão ra tán tu không biết trời cao đất rộng kia đã chết đầu bị ta tự mình bẻ gãi tuyệt không có gì ngoài ý muốn nam tử áo bào xanh trước liếc qua vẻ mặt lão nhân đầu bạc ghế đầu dưới sành phát hiện nam tử khôi ngô lưng cắm đoàn kích muốn nói lại thôi liền cười nói có dám thì đánh người này chính là nam tử thông qua giếng nước cũ đi hướng khách sạn thu lô bản tôn là một con cá chép màu đỏ hắn nhếch miệng vui vẻ nói tán tu trẻ tuổi đó trước khi chết ném ra một số lời đồn tệ hại, có của lão giang ngươi, còn có một số nhà quyền quý trong quận thành, đương nhiên càng nhiều hơn vẫn là quận thủ họ ngụy kia, rất khó nghe, tổ tông 18 đời đều tới tới lui lui mắng vài lần, nếu không phải ta ra tay nhanh, chỉ sợ chuyện của gã họ ngụy kia, lúc nhỏ có phải từng tè dầm hay không, đều sẽ bị người này nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai trong quận thành sẽ dư luận xôn xao, tất cả đều là trò cười của ngụy quận thủ. Nam tử áo bào xanh rõ ràng có chút ngạc nhiên ồ, yêu tinh cá chép khôi ngô đang muốn nói chuyện, nam tử áo bào xanh khoát tay ra hiệu hắn nhanh chóng trở lại chỗ ngồi đừng nói nhảm người trước chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn tên nam tử bộ dáng văn sĩ kia người sau mỉm cười gật đầu ý bảo an tâm một chút chớ nóng hắn tử khôi ngô lúc này mới buông tay ra chân ăn miếng thịt to uống chén rượu lớn nghe được tin tức tán tu chết bất đắc kỳ tử ở trong quận thành nơi đây, đây có một người trẻ tuổi thần sắc có bệnh lập tức không che giấu được ý cười thoải mái của mình liên tiếp xót rượu uống sảng khoái trong quận thành quận thủ họ ngụy ý chí tinh thần xa sút tán tu trẻ tuổi chết không toàn thây trong phủ đệ đại thủy chủ khách đều vui đối lập rõ rệt nam tử áo bào xanh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa vị chính thần hàn thực ra ngày ánh mắt âm trầm có một vị thiếu niên áo trắng ngọc thụ lâm phong lặng yên không một tiếng động đứng ở ngoài cửa đang đưa tay vỗ tay áo búng đi một ít giọt nước cuối cùng thiếu niên đi một bước vượt qua bậc cửa cao lớn nhìn xung quanh cợt nhà nói người không ra người quỳ không ra quỷ thần không ra thần kỳ quái kỳ quái thật là kỳ quái phá hết bầu không khí thiếu niên áo trắng đột ngột xuất hiện thật sự là không đúng lúc khách nhân đang ngồi đều là hạng người tâm tư nhanh nhạy nhanh chóng đánh giá qua sắc mặt khó coi của nam tử áo bào xanh trong lòng hiểu rõ sau đó quay đầu nhìn phía ánh mắt thiếu niên kia đều cực kỳ nghiền ngẫm ở địa giới bắc bộ hoàng đình quốc sân thủy khó phân ai không để mặt đại thủy phủ tấm biển chữ vàng này thế mà có người dám đập tiệm thủy thần hàn thực giang hơn nữa còn là nghênh ngang tới trên địa bàn phủ đệ đại thủy quả nhiên là lão thọ tinh ăn tỳ xương sống lâu thấy phiền nam tử âm nhu ngồi ở ghế trên của thư sinh yếu ớt lấy thân thể ra nước tu luyện thành tinh nhón tay thành hình hoa lan chậm rãi nhấc lên một ly uống rượu đối mặt tên khách không mời mà đến kia ánh mắt nam tử nóng rát đồng nam đồng nữ dung nhan tuấn mỹ vẫn luôn là sở thích của hắn chỉ là nhịn không được trong lòng tức hận thiếu niên trước mắt quá nửa là chỉ còn đường chết không để mặt thủy thần lão ra hắn cũng không dám tự tiện bắt về phù hưởng dụng chỉ có thể gửi hy vọng chuyển đi thi thể là món ăn khuy đêm nay giọng nam tử bén nhọn mỉm cười nói rượu trong chén này là kim ngọc dịch riêng của đại thủy phủ hàn thực giang ta tu sĩ uống một chén, ngang với khổ tu 10 ngày ở động thiên phúc địa, phàm nhân uống khư bệnh tiêu tai, còn lại bán chén, ngươi muốn nếm thử hay không? Thiếu niên áo trắng kia bước qua bậc cửa, không tiếp tục đi lên nữa, sau khi đứng ở tại chỗ, chỉ lo nhìn xung quanh, đối với vị tinh quái trong nước tướng thối lan xa hơn nữa hung danh hiển hách này căn bản là không thèm nhìn. Nam tử âm nhu giận quá hóa cười, phun ra cái đầu lưỡi trời sinh thật dài, liếm liếm khóe miệng, cuối cùng cười hê hê dự mời không uống lại thích uống rượu phạt, chết đi, cổ tay hắn rung lên, nửa chén rượu màu vàng tươi hắt ra rượu bắt mắt ở không trung đầu tiên là chợt dừng lại trên không sau đó phân tán ra từng chút một mấy chục giọt rượu cùng nhau xé gió lao đi lao thẳng tới thiếu niên áo trắng tốc độ mau hơn mũi tên của cung cứng trong vòng trăm bước vang lên một chuỗi tiếng xé gió ong 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 thanh thế làm người ta sợ hãi nếu là không kịp tránh né thiếu niên áo trắng kia tất nhiên sẽ bị thùng chi chít lỗ trên người bằng vào một chiêu thần thông ngự thủy này đã khiến một ít luyện khí sĩ lớn trẻ đang ngồi cảm thấy kinh hãi từ đáy lòng hầu như mọi người đều cảm thấy đại cục đã định vị lão nhân tóc trắng xóa kia cũng không ngoại lệ sau khi lão nhìn thấy thiếu niên lần đầu tiên trong mắt đã lộ ra kinh ngạc chỉ là rất nhanh nhẹ nhàng lắc đầu nghe con mới sinh không sợ hổ nhưng đại thủy phủ đầm rồng hang hổ này nào phải ngươi nói đến là đến nói đi có thể đi đáng tiếc lãng phí dung mạo khí độ này phương bắc bảo bình châu đều biết tòa miếu đường nhỏ này của hoàng đình quốc hồng thị hoàng đế khoa cử chọn người tài cần trước xem chữ viết có đẹp hay không sao mới xem nội dung văn chương viết được không hai thứ nếu là điều không tệ như vậy chuyện mấu chốt nhất đã tới bệ hạ sẽ xem trong cử nhân thi đình ai tướng mạo đường đường chính chính anh tuấn tiêu giá nhất lão nhân lúc trước ở trên đường cái quận thành đã sớm thấy thiếu niên áo trắng ở trong đội ngũ du học lão nhân hơi thông tướng thuật của đạo môn nhìn thiếu niên áo trắng kia xem khí tượng của hắn hẳn chỉ là túi da ưu tú mà thôi xa xa không bằng một người khác bên cạnh thiếu niên lúc ấy đứng ở cái sọt thiếu niên áo sam xanh khuôn mặt trầm tĩnh kia mới là mỹ ngọc tu đạo hàng thật giá thật lão già không nhìn thiếu niên kết cục nhất định thê lương đó nữa quay đầu nhìn phía một vị tu sĩ trẻ tuổi hiểu rõ đối diện ánh mắt lão nhân tràn đầy lo lắng người sau sâu sắc phát hiện ánh mắt sư môn trưởng bối hơi lùi bước chỉ là rất nhanh đã nghĩ tới mình đã tìm được chỗ dựa lớn thật sự này đã khác ngày xưa liền thẳng sống lưng còn thản nhiên cười dơ lên một chén rượu lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười coi như không thấy lão nhân tu dưỡng tốt nhưng hai người trẻ tuổi bên cạnh lão thấy một màn như vậy thì lập tức phẫn uất không thôi trợn mắt đối với tên phản đồ sư môn đắc ý vênh váo kia tu sĩ linh vận phái một mình một người ngồi ở đối diện chính là đầu sỏ gây nên trận sóng gió lúc trước ở cuối thảm án diệt cả nhà người ta hắn bị tán tu đi ngang qua gặp được hắn ở trong nội môn đệ tử của linh vận phái tư chất thường thường càng không sở trường sát phạt chống lại tán tu tinh thông đơn đấu chém giết không thể địch lại liền hỏa tốc trốn vào trong thành sau đó còn có nhàn hạ thoải mái khoan thai ở lại khách sạn thu lô kia trong đó nhắm chừng cũng có ý đồ lấy khách sạn cùng lưu phu nhân làm bùa hộ mệnh bạn đang xem kiếm like tại kênh YouTube gì các phim. Sau khi bị tán tu tra ra hành tung, tán tu trượng nghĩa làm việc này, cho dù mạo hiểm bị khách sạn Thu Lô coi là kẻ địch, vẫn cố ý xâm nhập, đánh nhau to, tái chiến một trận với tu sĩ linh vận phái có xuất thân tốt kia, kết quả đập nát bức ảnh bích ánh trăng kia không nói, còn bị tu sĩ linh vận phái cố ý dẫn về phía phố phường ngõ ngách phụ cận, người sau pháp bảo, thuật pháp phung loạn một phen, thương tổn tới dân chúng vô tội không dưới 20 người, từ đây cho hào việt quận thành cái có hướng quan phủ tạo áp lực tán tu bị nhận định là gây hắn trước, đánh giết nói sao, về phần ẩn tình như thế nào, người cũng đã chết, không ai lộ ra, mặc dù có một chút tin đồn, đó cũng chỉ là tin đồn vô căn cứ thôi. Các tán tu dã tu không muốn bị quan phủ ghi lại trong danh sách, luôn luôn không được các quốc gia đối đãi tốt, thật ra cũng không dám coi là trượt chạy qua đường ai cũng hô đánh, nhưng đều hy vọng nhìn ngưỡng mộ mà nhìn từ xa, tuyệt đối đừng đến lãnh địa của người ta dương oai quấy rối. Đám bèo không dễ này, một khi nổi lên xung đột với địa đầu xa, chỉ cần không phải dùng qua sông tu vi thông thiên, triều đình quan phủ cùng thế lực giang hồ địa phương khẳng định lựa chọn nghiêng về phía người quen tu sĩ trẻ tuổi trên trình độ rất lớn tương đương phản bội sư môn lúc này nhìn thấy vị trưởng bối sư môn mình ban đầu cực kỳ kính sợ kia cũng không cảm kích tu sĩ trẻ tuổi mỉm cười ngửa đầu một ngụm uống hết hơn phân nửa chén rượu sau khi lao khóe miệng cúi đầu khoái ý cười nói lão tử ở linh vận phái cho dù khổ tu trăm năm cũng không có hy vọng trên thân trung ngũ cảnh hôm nay được thủy thần lão gia coi trọng gia tăng đại đạo có hy vọng cho nên lão tử từ lần đầu tiên nhìn thấy vị quân sư kia đã hạ quyết tâm phải tự lập môn hộ, cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, còn để ý chút thanh danh sư môn không có tác dụng đó làm cái gì, có thể đem làm cơm ăn sao? Cho dù có thể đem làm cơm ăn, lại như thế nào? Lão tử ta từ trước tới nay không được ăn miếng đầu, chỉ là cơm tàn canh lạnh các ngươi những kẻ này để sót lại mà thôi. Tu sĩ trẻ tuổi này nấc rượu, tự mình cười lên, không ai thấy mảng bất đắc dĩ kia ở đánh mắt người này, hắn chậm rãi gắp lên một miếng thịt bò ngon, khóe mắt liếc quân sư nho sam của đại thủy phủ, người trẻ tuổi lẩm bẩm người không vì mình trời chu đất diệt huống chi một cơ hội lớn như vậy bày ở trước mặt ta ta một tên tiểu tu sĩ hạng ngũ cảnh có mấy cái mạng đi từ chối thủy thần lão gia ban thường ban ân vị lão già tóc bạc đối diện kia là ngoại môn đại trưởng lão linh vận phái linh vận phái chia ra nội ngoại môn lão nhân trưởng quản ngoại môn thật ra rất nhiều công việc thế tục của nội môn cùng nhau giao cho người này phụ trách lần này tham gia lễ mừng hiến tế thủy thần hàn thực giang là lão nhân dẫn đội xuống núi chủ yếu là vì giúp vài tên đệ tử đích truyền mai rũa tâm tính đi đại khái tìm hiểu thế đạo phong tục dưới núi cùng với mượn cơ hội này tiếp xúc thế lực khác có thể kết được một chút thiện duyên là tốt nhất đêm nay hai người trẻ tuổi theo lão nhân cùng nhau tham gia yến hội đều là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của linh vận phái một người phía sau có con rắn lớn đỏ rực dài hai trượng cuộn mình thành cục một người bên cạnh có con hổ đen thật lớn phủ phục dưới đất hai người ngồi sát nhau liền có một ít khí tượng không tầm thường rồng cuộn hổ ngồi nhưng ngay dưới tình huống hầu như mọi người đều cho rằng thiếu niên nhất định phải chết không thể nghi ngờ biểu hiện của thiếu niên áo trắng làm người ta chấn động hắn đứng ở tại chỗ không chút nhúc nhích tùy ý kim ngọc dịch kia phân liệt thành giò rượu bắn nhanh tới nhưng những giò nước thế tới rào rạt đó đánh vào trên quần áo thiếu niên áo trắng tựa như một đợt bông tuyết lao vào một lò lửa hừng hực thiêu đốt nháy mắt tiêu tán không thấy nữa nam tử áo bào xanh gật gật đầu lẩm bẩm thủy pháp bất xâm có chút ý tứ khó trách dám đến quấy rối thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước nhìn phía tên văn sĩ kia cười hỏi là cái áo bào kia trên thân thiếu niên có huyền cơ hay là có cổ quái khác văn sĩ nho sam phía dưới từ trên thân thiếu niên thu hồi tầm mắt quay đầu đáp hẳn là không phải bởi áo bào ta đoán là trên thân người này có dấu phủ lục tránh nước thượng phẩm của đạo gia thủy pháp đạo thuật tầm thường rất khó đánh vỡ cấm chế trời sinh của tấm phủ lục này nam tử áo bào xanh bật cười hẳn sẽ không là cảm thấy có tấm phủ lục này bên người đứa nhỏ này có thể đủ hoành hành không kiêng kỵ ở phủ đệ đại thủy của ta chứ văn sĩ nho sam cười nói quá nửa là còn có chỗ dựa khác nam tử áo bào xanh từ đầu tới giờ lười biếng nhàm chán thoáng ngồi thẳng người ước gì sau đó hắn cười phân phó tinh quái rắn nước kia trong lời nói cũng không có chút trách cứ nói mất mặt xấu hổ rồi nhỉ cho phép ngươi lên sân khấu chém giết nhưng không thể sử dụng hai cái roi sắt kia đỡ phải nhìn thấy cảnh tượng đầu nổ tung ngươi là thống khoái nhưng khách nhân thấy ghê tởm ngươi không chịu nổi trách nhiệm đâu nam tử âm nhu cười tùm tìm đứng lên cảm ơn lão gia ân thường thiếu niên áo trắng lui về phía sau vài bước thì ra là muốn ngồi ở trên bậc cửa nghỉ ngơi sau khi ngồi xuống hướng tên tinh, tinh quái dán nước vòng ra khỏi bàn kia khoát tay áo đừng nóng vội đừng nóng vội đừng vội chờ ta nói cho hết lời trước văn hào cùng biệt giá dưới sành nhìn nhau nam tử áo bào xanh càng ôm bụng cười to nâng chén uống sảng khoái trong khách khứa có hai người thoải mái ngồi ở vị trí phía trên phản đồ linh vận phái tuổi đều ở khoảng 30, mươi hăng hái bộc lộ sắc bén sau khi nhìn thấy phong thái này của thiếu niên áo trắng bọn họ vẫn khinh thường để y tới một người uống rượu và lưng đao trường kiếm một người thì đặt kiếm ngang bàn cách tay phải cầm kiếm xa nhất chỉ vài thước. Hai người này rõ ràng là hai kiếm tu tiếng tam lừng lẫy, tuy nhìn không ra bản mạng phi kiếm của hai người, ôn dưỡng tới mức có thành tựu lớn hay không, nhưng kiếm tu công nhận là sát lực lớn nhất trong luyện khí sĩ, tu vi tích lũy sâu bùng nổ mạnh nhất, cho dù là tu sĩ trùng ngũ cảnh, cũng không dám khinh thường bất cứ một kiếm tu hạng ngũ cảnh nào, bởi vì kiếm tu tăng lên mỗi một cảnh giới, uy lực phi kiếm sẽ trồng chất, tu vi tăng trưởng hơn xa luyện khí sĩ tầm thường, nhất là trong hạ ngũ cảnh, bản mạng phi kiếm yếu ớt không chịu nổi. Một khi để kiếm tu thành công chen thân trung ngũ cảnh, sẽ nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi một vị kiếm tu đã chen thân hoặc là có hy vọng trở thành trung ngũ cảnh, nhất là kiếm tu tuổi còn trẻ, đều sẽ là thượng khách của các thế lực. Ở trên núi lưu truyền một câu ai cũng khoái trong trung ngũ cảnh, 60 lão luyện khí, trăm tuổi tiểu kiếm tu, ngụ ý chính là thần tiên trung ngũ cảnh 60 tuổi, đã không tính là người thiên tài như thế nào nữa, nhưng kiếm tu trăm tuổi vẫn là luyện khí sĩ kinh tài tuyệt diễm. Hai kiếm tu này dắt tay nhau bái phòng đại thủy phủ, một người là tán tu từng truyền được một vị cao nhân tha phương chân truyền thuộc về đạo gia nhất mạch ban cho một thanh thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn chữ chuyện là thủ nhận một vị là quan môn đệ tử của trưởng môn chân nhân phục long quan đạo thống của phục long quan thuộc về ngoại đan nhất mạch của đạo giáo đan đỉnh phái thu thập thiên tài địa bảo dựng lò luyện đan uống thuốc cổ vũ tu hành trấn sơn chi bảo là một cái nghiên mục cổ tên là nghiên lão giao là một trong mười nghiên mực có tiếng của bảo bình châu bên cạnh nghiên mực có một con dao long gầy cao tuổi nhỏ bé quấn quanh mà ngủ tiếng ngáy rất nhỏ từng truyền thượng cổ thục quốc là nơi giao long khắp nơi gây sóng gió các nơi đều lưu lại truyền thuyết tiên nhân chém giết yêu long ác giao. nghe nói tiểu lão dao này ngủ say ở trên nghiên một cổ đó là giống loài cổ tránh thoát một kiếp sót lại mà tên kiếm tu trẻ tuổi đặt kiếm ngang trên bàn thân là đệ tử của trưởng môn phục long quan lần này tới đây là muốn đại biểu sư môn âm thầm bàn bạc với thủy thần hàn thực giang trong chiều có người ý đồ đem phục long quan từ quan lên cấp thành cung đạo ra tiên môn muốn đạt được một chữ cung làm hậu tố môn phái rất là khó khăn cái này giống quân chủ một quốc gia sắc phong chân quân số lượng là có hạn ngạch sẽ không như cỏ dại lan tràn không phải quân vương muốn có mấy vị chân quân thì có vài vị cũng không phải tùy tiện sách ra đạo sĩ được quân vương tán thành thì có thể đạt được danh hiệu vinh dự này tông môn đạo gia của bảo bình châu sẽ phái người đến xem xét khám định xác định vị chân nhân đó có vô tư cách đảm nhiệm một quốc gia chân quân thiếu niên áo trắng từ đầu tới đôi hành vi lộ ra cổ quái kia ho khan một tiếng ngồi ở trên bậc cửa cất cao giọng nói ta hôm nay tới nơi này là muốn dạy các ngươi làm người gừng còn có thuận tiện dạy các người làm thần làm quỷ. Ai, có chút mệt, thiếu niên vừa mới nói lời khởi đầu, vẻ mặt đã dã rời, tự mình cảm thấy nhàm chán trước, dẫn tới ba câu phía sau nói rất ẩy oải. Làm người, thì giữ vững một luồng hạo nhiên khí, đội trời đạp đất đại trượng phu. Làm thần, đã tranh một nén nhang đó, thì phải ân huệ tỏa khắp chúng sinh, cho dù đạo thần đã vỡ, ta phải chứng minh hương khói không dứt, đạo ta không cô đơn. Làm quỷ, thiên địa không muốn ta sống, ta lại cứ muốn ở trong cương phong sớm mùa xuân chứng trường sinh vốn còn tính có chút lời đầu lưỡi hùng hồn như vậy, sau khi từ miệng thiếu niên áo trắng nói ra, liền hoàn toàn thay đổi vị, tỏ ra cực kỳ không ốm mà rên. Thiếu niên áo trắng thở dài, bĩu môi, lẩm bẩm, "A à Lương đại ca, lời này ngươi nói còn được, ta là thật không được nha." Thiếu niên áo trắng thở dài lại thở dài, "Một lần nữa đứng lên thôi, không chơi nữa không chơi nữa, vẫn là làm chính sự của bản thân ta đi." Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một chỗ không người, nói, "Bản lãnh lớn bằng cái dám, đã dám học người khác hành hiệp trượng nghĩa, thực cho rằng mình là a lương à lần này tốt rồi nhỉ hồn phi phách tán đèn đuốc phiêu diêu nếu không phải gặp phải ta tinh thông thần hồn chi thuật người lúc này ở nơi nào làm cô hồn dã quỷ cũng không biết ngày mai có thể thấy mặt trời hay không còn phải xem tổ tiên người có phù hộ hay không tội gì phải thế sau khi mông thiếu niên áo trắng rời khỏi cửa liền đưa tay chỉ chỉ mọi người phía trước thực không dám giấu ở trong mắt ta các vị đang ngồi đều là con kiến lặng ngắt như tờ thiếu niên hỏi không tin sao sau một lát chén rượu trong tay nam tử áo bào xanh nổ tung vỡ vụn, cả tòa phủ đệ đại thủy, chỉ có vị Giang thủy chính thần này, thấy được phía sau thiếu niên áo trắng, như có thần tượng một vị thánh nhân cao lớn mấy trượng đứng thẳng, tính tình cương trực tràn ngập thiên địa, thần tượng đứng ở trên thần đàn, đang quan sát chúng sinh con kiến dưới chân, nam tử áo bào xanh môi run rẩy, nuốt ngụm nước bọt, cảnh giới thứ 11 hay là cảnh giới thứ 12, chẳng lẽ thật sự là một vị nho gia thánh nhân, đại giá quang lâm phủ đệ đại thủy, hơn nữa vị nho thánh này còn không phải hàng ngũ sơn chủ thư viện bình thường nam tử áo bào xanh ngồi cao nơi chủ vị nghiến răng thiếu chút nữa đem răng nghiến vỡ tư thế ngồi của hắn cứng ngắc thân hình căng thẳng vị thủy thần hàn thực giang này ở phương bắc hoàng đình quốc làm uy làm phúc mấy trăm năm giờ phút này phải nắm chặt hai tay đấm mạnh ở trên chỗ để tay mới cố nén được xúc động đứng dậy cầu xin tha thứ quy xuống dập đầu hoàng đình quốc chẳng qua là một trong các nước viên thuộc đại tùy trước mắt vị khách không mời mà đến túi ra tự nhiên non nớt này tuyệt đối không có khả năng là người sinh trưởng ở địa phương đối với đại lão luyện khí sĩ hoàng đình quốc hắn đã sớm thuộc nằm lòng ai có thể chiêu vào, ai nên mượn sức lấy lòng, mấy trăm năm vất vả kinh doanh, nam tử áo bào xanh đối với tất cả cái này có thể nói đã có định liệu trước, nho ra 72 thư viện, sơn chủ mỗi một thư viện, ít nhất đều là tu vi cảnh giới thứ 10, mới có tư cách nắm giữ thư viện, luyện khí sĩ đại thần thông thượng ngũ cảnh, thường thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên luyện khí sĩ, sơn chủ thư viện cảnh giới thứ 10 cách vương triều thế tục tương đối gần một chút, đã có tư cách được thế tục tôn dưng một tiếng thánh nhân nho ra, ngoài ra còn có Phật gia Kim Thân La Hán đạo gia lục đệ thần tiên đều là kính xương thông dụng của triều giã một dúm luyện khí sĩ đứng đầu này tựa như tượng thần trong từ miếu kia thần vị đủ cao nhưng lại không tính là quá xa thắp hương dập đầu cũng bái được nếu không những lão thần tiên thượng ngũ cảnh ẩn ở mây mù kia người sách đầu heo cũng tìm không ra miếu hốc mắt nam tử áo bảo xanh dần dần đỏ bừng che kín tơ máu hiện ra một mảng hào quang màu vàng nhạt hắn vẫn dốc hết toàn lực không chớp mắt gắt gao nhìn thẳng tượng thần thánh nhân phía sau thiếu niên áo trắng trong tầm nhìn trên thần đàn một vị lão giả trạng thái uy nghiêm mặc một bộ trường bào trắng như tuyết tỏa sáng rạng lỡ, từng tia từng luồng sáng giống như ẩn chứa đại đạo trí lý mỗi một luồng ánh sáng nhìn kỹ do vô số văn tự màu vàng trượt lóe rồi biến mất nối liền viết các lễ nghi quy của nhau giáo pháp tướng vị thánh nhân này mũ cao đai lưng rộng tay áo rộng lớn như cánh chim không gió tự lay động bên hông treo một cái ngọc bội dạng rỡ tỏa sáng đặc biệt bắt mắt nhiều một phần trăng sáng nghiêm ra nhỏ bé bỏ túi không làm giả được khí tượng thánh nhân vô cùng chính xác thân thế của nam tử áo bào xanh thật ra rất có sâu xa từ nhỏ mưa dầm thấm đất biết được rất nhiều tin tức bí ẩn vừa vặn là một kẻ biết hàng vì thế nhìn thấy một cảnh tượng này ngược lại càng thêm hoảng sợ nếu đổi thành tu sĩ trung ngũ cảnh sơn môn bình thường nói không chừng sẽ coi là thủ thuật che mắt lừa gạt nào đó nam tử cao lớn áo bào theo con rồng cuộn màu vàng rốt cuộc mở mắt nhìn không thể không rời ánh mắt đi nước mắt bởi vì đau đớn sinh ra chậm rãi trượt ra khỏi hốc mắt nhưng rất nhanh đã bị tiêu tán hắn tự nhiên không muốn ở trước mặt các thủ hạ khách cứa toát ra trước lùi bước sợ sệt gì kiếp sống tu hành dài đằng đẵng hắn có thể đi tới hôm nay bước này vững vàng ngồi ở trên địa vị cao lừng lẫy này chỉ dựa vào căn cốt tốt cơ duyên tốt mà không có tâm tính bền gan vững trí chống đỡ chỉ sợ toàn bộ phòng lưu đã sớm bị nước sông cuồn cuộn của hàn thực giang càn quét qua tan vỡ từng có người giáo dục hắn học vấn thánh nhân chăm chỉ nghiên cứu thần tượng thánh nhân như ngước nhìn núi cao hôm nay tòa thiên hạ này thánh nhân nho giáo lập xa quy củ càng ngày càng dườm già kín kẽ nề nếp càng ngày càng củng cố không là ở thượng cổ thục quốc niên đại xa xưa không thể khảo chứng kia nữa trên bản đồ thục quốc cổ đại thời điểm đó giao long rất nhiều không phục thiên địa quản thúc đồn đãi chỉ có viễn cổ kiếm tiên sát lực kinh người mới thích tới đây mà luyện lưỡi kiếm ngược kiếm rời non lớp biển lấy chém giết giao long làm kiêu ngạo tề tính xuân không phải đã chết sao thánh nhân hôm nay nắm giữ ly châu động thiên hẳn là binh gia nguyễn cung từ miếu phong tuyết thoát ly ra như vậy hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào xem ra là tư thế thiện giả bất lai lai giả bất thiện mặc kệ như thế nào dù thiên vương lão tử đến địa bàn nhà mình mình cũng tuyệt đối không có đạo lý vươn cổ đợi chém giết nam tử áo bào xanh cố gắng sơ tan mây đen trong lòng hít sâu một hơi nắm tay trái hơi nâng lên nhẹ nhàng gõ tay tựa ghế nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ nhưng cả tòa phủ đệ đại thủy đều theo đó chấn động đoạn hàn thực giang nối liền phủ đệ không chút dấu hiệu đột nhiên nổi sóng lớn tầng tầng lớp lớp dùng sức vỗ hai bờ sông dưới một cú vỗ của nam tử áo bào xanh thân hình mọi người trong sảnh đều theo đó nhoáng lên một cái trường kiếm trong vỏ hai kiếm tu trẻ tuổi càng không chịu nổi gánh nặng vang lên ken két dãy ruộng không thôi như con thú bị nhốt trong chuồng chỉ riêng thiếu niên áo trắng không chút dao động thần tượng pháp thân phía sau càng vững như núi cao thiếu niên hơi ngẩng đầu nhìn xa xa nam tử áo bào xanh ngồi phía bắc mặt hướng nam khóe miệng tràn đầy châm chọc phủ đệ đại thủy tuy xây sát sông trên thực tế dưới phủ đệ có huyền cơ khác sớm đục ra thủy đạo sâu rộng cho nên kết nối chặt chẽ với khí vận hàn thực giang bản thân chính là một tòa pháp trận cỡ lớn, tuy nó không bằng một số hộ sơn đại trận tiên gia đứng đầu, hoặc là đại trận hộ thành của kinh thành vương triều, nhưng nam tử áo bào xanh đạo hạnh cực sâu, chỉ cần ở trong đó, không tự tiện rời khỏi khối địa giới này, là có thể có được sự tăng phúc huyền diệu tương tự với một phương tiểu thiên địa này, có thể ngoại lệ làm được một điểm này, trừ cơ duyên, có quan hệ rất lớn với huyết thống kỳ dị của nam tử áo bào xanh, luyện khí sĩ bình thường chỉ có sau khi chen thân cảnh giới thứ 10, ví dụ như nhờ thích đạo tam giáo trong đó, lại thêm một cái vinh gia, tam giáo một nhà bốn phương thế lực này một khi tọa trấn sân nhà thì có thể ngồi ôm thiên thời địa lợi nhân hòa học cùng thư viện của nho giáo chủ miếu phật giáo cùng ly cùng của đạo giáo cùng với di chỉ chiến trường cổ của binh gia tương đương chủ nhân của một phương tiểu thiên địa đó tu sĩ khác tiến vào trong đó tương đương ăn nhờ ở đầu không thể không nhập ra tùy tục dựa theo quy củ của chủ nhân để làm việc trong đại sảnh yên tĩnh tới mức kim rơi có thể nghe thấy không khí quỷ quyệt vị thủy thần hàn thực giang này có thể nhìn thấy dị tượng ở cửa bên kia nhưng mọi người còn lại đều chẳng hay biết gì mỗi người chỉ cảm thấy như lạc vào sương mù sao sau khi thiếu niên áo trắng mở mồm ăn nói ngông cuồng vị thủy thần lão gia này của chúng ta liền bắt đầu ngây người chẳng lẽ thiếu niên tuấn giật không biết trời cao đất rộng kia thực ra xuất thân từ tiên gia hào việt nhiều đời giao hào với phủ đệ đại thủy cho nên mới dám kiêu ngạo ương ngạnh như thế nam tử âm nhu tuy đã đi ra khỏi bàn đặt đầy món quý rượu ngon vốn nên bắt thiếu niên kia nhưng lúc này cũng dừng bước nếu không có chút nhãn lực như vậy làm sao làm việc dưới trướng nam tử áo bào xanh vị tinh quái rắn nước này làm việc xưa nay giả dối gian xảo đã ý thức được sự tình không quá bình thường. Thân là chủ nhân, nam tử áo bào xanh từ đầu tới cuối không chịu mở miệng, lúc trước một lần vỗ ghế dựa, tuy thanh thế to lớn, nhìn qua là đang đập núi dọa hồ, linh tượng như có chút ý tứ hàm xúc vô trường thanh thế, mà thiếu niên áo trắng từ đầu tới giờ đứng ở tại chỗ, một bộ đức hạnh người có bản lãnh thì đánh ta đi, liền càng phụ trợ ra tình cảnh cổ quái của phủ đệ đại thủy. Nam tử áo bào xanh rốt cuộc mở miệng cười nói, người tới là khách, xin hỏi có gì chỉ giáo hắn lặng yên đưa tới khí thế bộ phận nước sông của một đoạn hàn thực giang ẩn chứa chấn động khí cơ cả tòa phủ đệ ý đồ lấy cái này để thử hư thật của vị tượng thần kia dù sao mắt thấy là thực như thế nào nữa không tự tay nghiệm chứng đôi chút thì phải ở trong nhà mình hướng một người ngoài cúi đầu nam tử áo bào xanh trời danh tính kiêu căng tuyệt đối không làm được một khi pháp tướng thần tượng kia xuất hiện chút dao động nam tử áo bào xanh không ngại tự tay đập nát đầu thiếu niên dám có gan ở phủ đệ đại thủy giả thần giả quỷ lừa đến trên đầu hắn không phải muốn chết thì là gì chỉ tiếc thần tượng kia bất động như núi điều này làm hắn ngoài việc chấn động nhanh chóng thu liễm toàn bộ tâm lý may mắn trên đường tu hành ngược dòng mà lên nên dũng mãnh tinh tiến là không giả gặp địch mạnh thì càng kìm kẹp càng dũng mãnh càng là lẽ phải nhưng tuyệt đối không phải cần người tu hành đầu óc cứng ngoắc không biết biến báo trước nào thiếu niên áo trắng một tay đặt sau lưng một tay xếp nhẹ nắm tay đặt ở bụng vẫn là một bộ dáng kiêu ngạo muốn ăn đòn đến cực điểm giật giật khóe miệng cười lạnh nói người đã ra tay một lần bây giờ nên đến lượt ta rồi nhỉ nam tử áo bào xanh sắc mặt khó coi tinh quái gián nước kia thật sự là chịu không nổi sắc mặt thiếu niên này Xài bước về phía trước đưa lưng về thủy thần lão gia nhà mình nam tử âm nhu nâng một tay khống chế một cây roi sắt bay vút đến giọng the thé cả giận không nhịn được nữa không thể nhịn dù là lỡ ra ngươi sau chuyện phạt nặng thuộc hạ cũng phải đem đầu tiểu tử này đánh cho nở hoa lại đem óc hắn thu thập lại trộn vào kim ngọc dịch trong chén rượu như vậy cách nói quỳnh tương ngọc dịch này coi như gom đủ sắc mặt nam tử áo bào xanh âm trầm thanh không thể vô lễ với khách nhân, mau lui về chỗ ngồi. Nam tử âm nhu tay cầm roi sát chẳng những chưa nghe lệnh làm việc, ngược lại đẩy nhanh bước chân lão già chứa tâm địa Bồ Tát nữa. Ác à khách tới nhà, không hiểu lễ nghĩa, để thuộc hạ đến nói cho điều tử này, làm khách của đại thủy phủ chúng ta như thế nào. Ở sau khi thủy thần hàn thực giang lên tiếng ngăn trở, tinh quái gián nước liền hiểu được tâm tư thật sự của lão gia nhà mình, nếu thực không muốn mình mạo phạm khách quý, lấy tính tình nhìn như nội liễm thực gia thô bạo của lão gia, đã sớm tùy tay hất tay áo đem mình đánh ra ngoài cửa lớn nào sẽ cố ý nói những lời khách sáo hỏng đầu óc này tinh quái giá nước thầm nghĩ đêm nay vận khí không tệ vì con cá chép ngu xuẩn kia đoạt đi công đầu nhưng mình nếu là có thể ở trước mặt mọi người tăng thể diện cho lão gia lấy tính tình nhất quán ra tay hào phóng của lão gia nhà mình ở trước mặt người ngoài một vò kim ngọc dịch đặc sản của lại thủy phủ chạy không thoát tinh quái thủy tộc này thật không dễ gì tu luyện thành hình người khẳng định không biết vị thủy thần lão gia thưởng phạt phân binh kia của hắn lần này ý định là muốn hắn chịu chết chỉ vì dốc sức hợp tình hợp lý thăm dò hư thật một lần nữa Lần này, toàn bộ khách khứa đều tràn ngập tò mò và chờ mong, khu môi múa mép như mây che mù quấn lúc trước, làm người ta thật sự không nhấc lên nổi hứng thú. Cho dù thiếu niên áo trắng chỉ là gối thiêu hoa, không có chiêu chuẩn bị ở sau, như vậy kiến thức một phen cảnh tượng đại tướng dưới chứng thủy thần lão gia giết người cũng không tệ, tích đất thành núi, mưa gió hưng yên, thiếu niên áo trắng từ đầu tới đuôi đều lời nhìn tên tinh quái rắn nước kia, cười tùng tỉm như là ứng phó tiên sinh dạy học của trường tư ngâm Nga kinh điển, tỏ ra rất lười biếng tùy tính, chỉ là sau khi nói xong một câu khó hiểu này, vẻ mặt thiếu niên trong giây lát ngưng trọng lên từ một công tử ca phóng đãng bất cần đời Lát mình biến hóa tích tắc biến thành một nho sinh cổ hủ một cái cực đoan khác cả người tản ra khí tức hiên ngang lẫm liệt cuối cùng thiếu niên nâng một cước dẫm mạnh xuống quát to tích nước thành vực giao long sinh yên pháp tướng thần tượng phía sau thiếu niên áo trắng theo đó nâng một chân cao cao dẫm xuống nhanh chóng mãnh liệt bạn đang xem kiếm like tại kênh youtube di các phim nam tử áo bào xanh ở giờ khác này không thể động đậy hít thở cũng khó khăn mặt đầy sợ hãi Tiết hầu khẽ động, muốn nói ra lời mềm nhũn cầu xin tha thứ, nhưng một chữ cũng không thể nói ra miệng, như gặp thiên địch, mặc kệ ngươi tu vi thâm thúy, cảnh giới cao xa, một khi gặp, đều không chút sức chống trả, chỉ có thể ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết. Bốn chữ rào long sinh yên vô cùng uy nghiêm trang trọng kia, như bên tai nổ vang sấm mùa xuân, từng lần một lặp lại nở rộ ở bên tai, trên hồ nước tâm thần nam tử áo bào xanh, càng bị người ta chỉ thẳng nhân tâm, nhấc lên từng đợt sóng chiều ngập trời không thể khống chế, con rồng cuộn màu vàng ở ngực nam tử áo bào xanh như là được tiên nhân vẽ rồng điểm mắt thế mà biến thành như vật còn sống bắt đầu nhanh chóng chuyển động lao đi bộ trường bào màu xanh kia thì như hồ nước màu xanh nhưng rồng bơi màu vàng điên cuồng tán loạn không có chút thong thả của dao long bơi lội chỉ có điên cuồng cùng đau khổ dao long màu vàng dài bằng nửa cánh tay ở trong quá trình hút loạn khắp nơi hào quang màu vàng vốn sáng người dần dần ảm đạm hơn nữa không ngừng có sợi tơ màu vàng như lông vũ tinh tế từ trên áo bào xanh bong ra rơi ở trên mặt đất hóa thành cho tàn thiếu niên áo trắng cười bước về phía trước một bước sau đó một lần nữa giơ chân loài bò sát hồ nước nhỏ nhỏ cũng dám nhiều lần thử đại gia ta trước đó ngươi thử hai lần ta liền hai cước đem hàn thực giang của ngươi dẫm thành ba đoạn xem ngươi về sau thống ngự 16 dòng sông lớn nhỏ như thế nào ngay tại tích tắc thiếu niên sắp lần thứ hai dẫm mặt đất ghế tựa dưới mông nam tử áo bào xanh nổ tung vỡ vụn hóa thành bột vị chính thần hàn thực giang không ai vì nổi này lào đào đứng dậy một tay gắt gao cho con dao lòng màu vàng kia ngực không cho nó tiếp tục giống một con ruồi bọ không đầu húc loạn một tay khác nâng lên cao cao san nan vỗ xuống khoái miệng tràn đầy vết máu khàn khàn hàm hồ nói ngũ nghịch mạnh lệnh mạo phạm khách quý chết không đáng tiếc phành một tiếng đầu của tinh quái rán nước cứ như vậy vỡ ra thi thể sau khi ngã xuống đất khôi phục chân thân là một con rán nước sạc sỡ thân thể mảnh khảnh di vật tiên nhân pháp khí roi sắt kia tiếng vang rơi xuống mặt đất ở trên đại sành trống rỗng tỏ ra thanh thúy hơn nữa chói tai bàn chân thiếu niên áo trắng cách mặt đất còn không đến nửa tấc nam tử áo bào xanh bất chấp lau khoái miệng đứng thẳng thân thể liền muốn khom lưng bồi tội thiếu niên áo trắng vốn đã dừng lại động tác dẫm ánh mắt lấp lánh là một cái động tác chậm rãi thu chân nhưng trong khoảnh khắc thiếu niên một lần nữa mặc niệm nói sao long sinh yên một cước đạp xuống đất dứt khoát lưu loát thần tượng tự nhiên mà vậy cũng theo đó dẫm xuống một cước thiếu niên áo trắng một cước là dẫm ở sàn gạch của phủ đệ đại thủy mà thần tượng sau lưng một cước hạ xuống lại chính là dẫm ở trên khí vận của hàn thực giang năm ngón tay nam tử áo bào xanh chặn dao long màu vàng đã đâm vào trong da thịt ngực cho dù đau thấu nội tâm vẫn không muốn buông tay đây chính là ánh dạng đông hán chứng đạo cũng là tâm trí nghị lực ngưng tụ càng là chỗ khúc mắc mấu chốt chết cũng không thể buông tay thiếu niên áo trắng buông ra hai nắm tay nắm chặt run lên tay áo động tác vô cùng tiêu sái phiêu giật chậm rãi tiến lên vòng qua thi thể tinh quái rán nước đáng thương kia ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị bên kia nâng chân dẫm ở trên cây roi sắt nọ đạp món binh khí tiên gia đó lăn qua lăn lại trên mặt đất cười cợt nói vị thủy thần lão gia này có phải rất bất ngờ hay không thất khiếu đổ máu nam tử áo bào xanh khuôn mặt thê thảm ổn định thân hình lung lay sắp đổ nghiêng đầu phun ra một ngụm máu sau đó gục đầu liếc con dao lòng màu vàng đậm trước ngực gào thét không ngừng sau khi chậm rãi ngẩng đầu vị thủy thần lão gia hầu như có 200 năm thời gian chưa từng tự mình ra tay giết địch này ánh mắt hoảng hốt lẩm bẩm vị chân tiên này có thể tha ta một mạng hay không tiên sư là một cước nữa ta liền không khác gì đã chết mọi người trong sảnh hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì mỗi người ngây ra như phóng một vị giang thủy chính thần gần như vô địch trong mắt bọn họ cứ như vậy bị người ta đùa bỡn trong bàn tay thiếu niên áo trắng lại bắt đầu nhàm chán nhìn xung quanh tầm mắt dừng lại ở trên thân văn sĩ nho xăm kia người sau lập tức chấp tay hành lễ thậm chí thời gian thật dài cũng không dám đứng thẳng lưng không hổ là xuất thân người đọc sách hiểu được xem xét thời thế cúi mình làm thằng nhỏ thiếu niên nhìn về phía tên mập chân thân là cóc ngăn sông kia người sau không nói hai lời quỳ xuống đất không dậy dùng sức dập đầu lớn giọng hô khâu kiến chân tiên chỉ có yêu tinh cá chép mặc giáp thân hình khôi ngô kia trợn to mắt đối diện thẳng tắp với thiếu niên áo trắng thiếu niên áo trắng không đợi nam tử áo bào xanh lên tiếng quát thuộc hạ đã dẫn đầu cười nói làm thịt ta đếm ba tiếng ba một tuy thiếu niên áo trắng cố ý chơi xấu dứt khoát muốn làm một cước nữa một điểm này hắn là theo học người nào đó không ngờ nam tử áo bào xanh kia càng thêm sát phạt quyết đoán mạnh tướng cuối cùng dưới trướng nói đánh giết là đánh giết chỉ thấy chớp mắt qua đi hắn liền đứng ở phía sau yêu tinh cá chép chỉ có một cái bàn tay bắt lấy trái tim người trước từ sau lưng lộ ra ở lồng ngực, hắn chậm rãi rút về cánh tay máu tươi đầm đìa, đe lại cái đầu nam nhân khôi ngô chết không nhắm mắt kia, nhẹ nhàng hất một cái, đem thi thể đẩy ra, trái tim kia rất nhanh biến thành một viên đan hoàn đỏ đậm to bằng trứng ngỗng, bị nam tử áo bào xanh ném vào miệng, nhanh chóng nuốt xuống, thiếu niên áo trắng coi như nói chuyện giữ lời, hầm hừ thu hồi cái chân đó, hắn cười nhìn về phía một già hai nhỏ của linh vận phái có nhận ra ta hay không, ngoại môn trưởng lão linh vận phái bối rối đứng dậy, ôm quyền cúi đầu nói, lúc trước là chúng ta có mắt không tròng mong tuyên sư thứ tội, cả gan khẩn cầu tiên sư đi linh vận phái chúng ta làm khách. Không đợi lão nhân đầu bạc nói xong, thiếu niên lại bắt đầu ra lệnh vậy đem chồng mắt móc đi. Ngay sau đó, trong tay nam tử áo bào xanh liền có thêm một đôi tròng mắt, hai tay lão nhân ôm khuôn mặt, không ngừng có máu tươi từ kẽ ngón tay chảy ra. Lão nhân thế mà lại dùng sức cắn môi, liều mạng không cho mình hô thành tiếng. Thiếu niên áo trắng liếc nhìn hai tên tuấn ngạn trẻ tuổi linh vận phái sắc mặt tái nhợt kia coi như hai thằng nhãi con các ngươi vận khí tốt, nơi này là hoàng đình quốc mà không phải ở trên bản đồ đại ly hai vị tu sĩ trẻ tuổi tiền đầu rộng lớn thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng thiếu niên lại nói nhưng vận khí các ngươi cũng có chỗ không tốt linh vận phái từ trường môn đến một đám trưởng lão hầu như đều là cứng đầu ngu xuẩn quyết tâm muốn nguyện trung thành hoàng đình quốc hồng thị cho nên các ngươi cùng đi chết đi nam tử áo bào xanh ra tay lần đầu tiên xuất hiện do dự thiếu niên chấp hai tay sau lưng cười nhạo nói phủ đệ đại thủy các ngươi lần này bố cục trừ thử quận thủ bản địa đủ thông minh hay không lại chính là trong lòng ngươi sớm đã có định luận linh vận phái cùng hoàng đế hồng thị hoàng đình quốc có muôn vạn mối quan hệ thuộc loại châu chấu trên một sợi dây thừng người lại không nguyện cùng linh vận phái và hoàng đình quốc hồng thị ngu không ai bằng cùng nhau táng thân dưới gót sắt đại ly mới có ý mượn cơ hội này chặt đứt chút tình hương khó năm đó với bọn họ đỡ cho từng ai binh mã đại ly nam hạ hồng thị ngoài việc bị diệt liên lụy phủ đệ đại thủy bị chiến hỏa hại tới thiếu niên chật chật loại kỹ xảo vụng về này cũng chỉ linh vận phái loại dế nhũi đứa ngốc này nhìn không thấu có mắt không tròng thật sự là có mắt không tròng nói rất hay nhưng vẫn là chết nam tử áo bào xanh sắc mặt âm tình bất định nhưng sau đó cười ha ha tâm tình vui sướng hơn rất nhiều đem ba người linh vận phái kia một trưởng một người tích tắc đập nát đầu ba người thế mà nửa điểm thuật pháp thần thông cũng không kịp thi triển thiếu niên áo trắng chậm rãi tiến lên đi hướng chủ vị đại sành lúc đi ngang qua gần hai kiếm tu trẻ tuổi bước chân không ngừng quay đầu cười nói một kẻ là tán tu lai lịch bất chính sống hay chết tạm thời không vội xem ta sau đó tâm tình hào phá hư còn có một kẻ là quan môn đệ tử trưởng môn chân nhân phục long quan thân phận thông qua miễn cưỡng có chút phân lượng như vậy để ta nghĩ chút ngươi sở dĩ tới nơi này hẳn là vì chữ cung kia nhỉ vì ta đoán ra đáp án rất kỳ quái sao tiểu tử ngươi đừng vẻ mặt như ăn cứt được không ngươi còn như vậy thủy thần lão gia sẽ cho đầu ngươi nở hoa hai gã kiếm tu như đứng đống lửa như ngồi đống than nào từng kiến thức loại cảnh tượng kinh tâm động phách này lúc này là thật sự cả ý muốn chết cũng có rồi thiếu niên áo trắng tiếp tục tiến lên đột nhiên dừng bước không tiến lên nữa nhìn về phía tên văn hào cho người ta ấn tượng là hai chữ nịnh nọt cười nói người ở trên hồ sơ bí mật hạng bính của lục trúc đình tên thật hàn ở đường cương đúng không như vậy tính ra ở hoàng đình quốc ngủ đông rất nhiều năm vất vả quả thật chưa có công lao gì cũng chỉ có chút khổ lao có cũng được mà không có cũng không sao ừm vậy đem phong điệp báo kia ngươi vừa lấy được đem nhiệm vụ cấp trên bố trí cho ngươi nói một câu với thủy thần lão gia của ngươi phe này hai anh em các ngươi mới tính thật sự là huynh đệ trên cùng một con thuyền người sau giờ phút này không có chút thần thái nịnh nọt nữa một thân khí thế điểm đạm trầm tĩnh ôm quyền nói đường cương tử sĩ hạng bính của lục trúc đình ra mắt nói xong lời cuối cùng vị tử sĩ lục trúc đình đại ly này có chút xấu hổ không biết xưng hô đại nhân vật trước mắt này kêu tỏ ra thân phận mình như thế nào có thể biết được loại quy cách cơ mật này của lục trúc đình ở trong vương triều đại ly có thể đếm được trên đầu ngón tay cho nên đường cương không che che giấu giấu nữa huống chi lui một vạn bước thiếu niên áo trắng thật sự là tử địch của đại ly đường cương hắn thân phận tiết lộ càng chỉ còn đường chết chỉ xem là được chết một cách sảng khoái hay là thống khổ thiếu niên áo trắng nản lòng nhột chí xua tay nói thôi hôm nay gọi ta là gì cũng không ý nghĩa gì thiếu niên gắt gao nhìn thẳng biệt giá đại nhân một châu hai chân du lên kia không nói một lời biệt giá phần nhiều là xuất thân quyền quý quận vọng địa phương hoàng đế hồng thị cảm thấy lấy cái này mới có thể kiềm chế thứ sử từ bên ngoài tới làm quan hai bên kiềm chế lẫn nhau bất cứ một người nào cũng không thể hình thành cục diện phiên trấn cát cứ đây lại là một việc lạ của hoàng đình quốc thiếu niên áo trắng hơi cân nhắc đưa tay chỉ về phía biệt giá đại nhân người sau đã quỳ xuống dập đầu chỉ cầu vị tiên sư đại ly này khai ân tiểu nhân làm châu làm ngựa cũng nguyện ý nếu có chút nói dối nào thiên lôi đánh xuống thiếu niên thôi giảm lấy ngón tay gõ gõ người nọ đứng lên đi ngươi không cần chết sau khi đi ra khỏi tòa phủ đệ đại thủy này ngươi đi tìm lão thứ sử lớn tuổi kia ngươi liền trực tiếp hỏi hắn có muốn tiếp tục làm thứ sử đại nhân hay không chẳng qua là từ thứ sử hoàng đình quốc đổi làm vương triều đại ly chúng ta nếu hắn biết điều gật đầu đáp ứng tự nhiên là tốt nhất. Về sau các ngươi vẫn là đồng nghiệp, nếu không đáp ứng, vậy ngươi giết hắn, nhớ kỹ. Đến lúc đó đem đầu vị lão thứ sử này đưa tới khách sạn thu lô trong quận thành này, đi tìm tu sĩ tử Dương Phủ Lưu Gia Hủy, người cái gì cũng không cần phải nói, nàng tự nhiên sẽ hiểu tất cả. Ai cũng biết đại ly Nam Hạ là chiều hướng phát triển, chẳng qua hôm nay thoáng đẩy nhanh bước chân mà thôi. Thiếu niên thôi giảm nhìn khuôn mặt biệt giá đại nhân đầy nước mắt nước mũi, đắc đầu nói, thật sự là đáng thương, nhanh cút đi, đừng ở chỗ này chứng mắt nam nhân mặc quan phục lập tức đứng dậy thiếu niên đột nhiên hỏi vui không nam nhân sợ tới mức mặt không còn chút máu không dám có lấy một cử động nhỏ nào thiếu niên phất phất tay ý bảo gã kia nhanh cút đi sau đó không nhìn hắn nữa đi thẳng hướng chủ vị ngồi ở sau cái bàn lớn phất tay áo bỗng dưng xuất hiện một cái ghế dựa bạch ngọc tạo hình phong cách cổ xưa thiếu niên áo trắng ngồi ở ghế bạch ngọc thủy thần hàn thực giang bị tu hú chiếm tổ chim khách rất cung kính đứng dưới sảnh thiếu niên thôi giảm mắt nhìn về phía bên ngoài cửa chính lười biếng nói trừ tên tu sĩ si linh vận phái khi sư diệt tổ kia hạn người không liên quan còn lại so với con kiến còn không bằng phiền thủy thần lão ra giết hết để bọn họ còn làm bạn trên đường xuống suối vàng thiếu niên áo trắng cầm lấy một bầu rượu nâng tay cua cua đúng rồi các ngươi muốn uống một ly kim ngọc dịch rồi lên đường hay không dưới sảnh có người rốt cuộc lớn tiếng chửi rủa có người sợ tới mức mềm nhũn xuống đất có người bắt đầu chạy như điên thiếu niên thôi xả bắt đầu ngửa đầu chút rượu một tay cầm bầu rượu tay kia gắt gao xiết lại lòng bàn tay truyền đến từng đợt đau đớn thấu tim từng lần roi quất đều đánh vào trên thần hồn thiếu niên tùy ý rượu đổ ra dù sao trên người hắn còn có tấm phủ lục tránh nước chỗ rượu đó theo áo trắng lăn xuống mặt đất giống như những chiếc lá sen nghiêng lệch ở trong mưa thiếu niên thôi sàm nhẹ nhàng ném bầu rượu về phía trước lưng tựa ghế bạch ngọc sau khi ngẩng đầu lên khuôn mặt có chút vạn vẹo hắn ở trong lòng mặc niệm lão đầu tử tú tài thối lão bất tử lão tử cho dù hồn phách chia lìa vẫn là thôi sàm ta người có bản lãnh thì dứt khoát đánh chết ta đi là ai nói nhân tính bản ác không phải chính là ngươi sao hắn xoay cổ như là đang đối thoại với người ta như lúc trước lần đầu lộ diện ở ngoài cửa ta không thể giết kẻ thù của ngươi có phải rất thất vọng hay không ngươi cho rằng ta là muốn đòi lại công bằng cho ngươi không ngờ ta so với bọn hắn còn tội ác tài trời hơn có phải càng thất vọng hơn hay không thiếu niên áo trắng không đợi hồn phách kia đưa ra đáp án đã phất ống tay áo đem hồn phách còn sót lại hoàn toàn đánh tan hắn từ sau khi ở dịch lộ ải giã phu biên cảnh đại ly lộ mặt trên cả hành trình sao có khả năng là cùng một đám trẻ con du sơn ngoạn thủy dưới sành giết chóc nổi lên khắp nơi cái tay bị đau kia của thiếu niên áo trắng lạng yên đặt ở bụng một tay khác không có việc gì thì che miệng lại ngáp một cái giang sơn dễ đổi bản tính khó rời khách sạn thu lô giếng nước cụ cách đỉnh nghỉ mát không xa có thiếu niên giày rơm im lặng ngồi ở nơi đó như là đang đợi người trong phòng hắn ở đứa nhỏ lý hoè đã ngủ say cây đèn trên bàn đã tắt lúc trước thiếu niên thu hồi từng tấm bản đồ hình thế núi sông có châu quận phía nam đại ly cũng có bản đồ đại tùy đều là nguyễn tú chuyển tặng cho hắn hắn sau khi đem những bản đồ này một lần nữa đặt lại ba lô ngồi ở bên cạnh bàn lại bắt đầu tự hỏi đồng một vấn đề nguyễn cô nương tuyệt đối không cần hoài nghi nhưng thiếu niên mi tâm có nốt ruồi huyện lệnh nha môn ngô diên từng cùng nhau xuất hiện ở tiệm rèn mà này bản đồ nghe nguyễn cô nương ngay lúc đó vô tâm chi ngữ đúng vậy huyện lệnh nha tự khẳng khái dâng đoàn người của mình liên tục đi về hướng nam gặp nhau ngoài ải dã phu hai đám người hội hợp cùng nhau tiến vào hoàng đình quốc điều nhìn thấy nghe thấy đều rất thần quái cuối cùng trần bình an lại một lần nữa đi về phía đỉnh nghỉ mát tới giếng nước ngồi ở miệng giếng chờ người phủ đệ đại thủy tình cảnh bi thảm dưới sảnh máu tươi đầm đìa một cái đại sảnh vốn náo nhiệt ca múa mừng cảnh thái bình lúc này không còn lại mấy người thiếu niên áo trắng vẫn ngồi trên ghế bạch ngọc nơi cao tâm thần đi xa vạn dặm nam tử áo bào xanh đứng ở dưới sảnh đang lấy thủy pháp thần thông xua tan vết máu cùng mùi máu tươi đầy người các tỷ nữ tuổi thanh xuân kia của đại thủy phủ vô luận là quỷ rơi xuống nước của hàn thực giang hay là người sống, đều đã bị nam tử áo bào xanh giải quyết sạch sẽ, vua không tỉ mỉ thì mất nước, việc không kín kẽ thì mất thân. Chút đạo lý như vậy, nam tử áo bào xanh uy chấn 18 dòng sông Bắc Bộ Hoàng Đình Quốc, đem giang sơn nho nhỏ này tạo thành một cái thùng sắt, đối với việc này đương nhiên tràn đầy thể hội. Trong hai tên tâm phúc, quân sư phủ đệ đại thủy, văn sĩ nho sam ngồi nghiêm trình, đã không uống rượu cũng không ăn thịt, như một pho tượng Bồ Tát buồn không chút sinh khí vị cóc ngăn sông dáng người mập mạp kia vẻ mặt uể oải thành thành thật thật ngồi ở trên vị trí như là bị hôm nay thảm án này dọa đường cương tử sĩ lục chúc đình đại ly ngồi ở tại chỗ một tay cầm đũa một tay cầm chén ăn món ngon dần nguội lạnh đi vẫn ngon lành như cũ bao nhiêu năm rồi chưa sảng khoái như vậy cái lưng này của hắn nếu công thêm mấy năm thật sự sẽ hoàn toàn quen việc làm chó săn cháu nội cho người ta nhắm chừng cho dù vó ngựa thiết kỵ đại ly nghiền nát danh giới hoàng đình quốc hắn cũng đã không biết đường đường chính chính làm người như thế nào nữa rồi nhỉ tu sĩ phản bội linh vận phái tuy chưa chết nhưng mồ hôi đã như mưa rơi ngoài ra còn có hai người may mắn còn sống chính là hai vị kiếm tu trẻ tuổi xuất thân khác biệt đó thiếu niên áo trắng lúc trước cho bọn họ một cơ hội sống sót trên đại sảnh còn có hai con súc sinh tu sĩ linh vận phái lưu lại hai vị kiếm tu chưa chen thân chung ngũ cảnh nếu có thể dưới tình huống không dùng bụi kiếm chỉ lấy bản mạng phi kiếm đều tự chém giết một con súc sinh thì có thể từ nay về sau trở thành khách quý thật sự của đại thủy phủ thiếu niên áo trắng thậm chí đáp ứng bọn họ có thể xưng huynh gọi đệ với thủy thần hàn thực giang phần vinh quang này không thể nghi ngờ sẽ giúp hai người cá chép vượt long môn nhảy vò trở thành nhân vật quyền thế chạm tay có thể bỏng của phương bắc hoàng đình quốc đặc biệt là vị luyện khí sĩ phục long quan kia lúc trước chẳng qua là một trong những đồ đệ yêu của trưởng môn chân nhân từ nay về sau quá nửa là trưởng môn đời tiếp theo nội bộ quyết định không ai dám tranh hai kiếm tu đều là cảnh giới thứ ba đỉnh phong uy thế của bản mạng phi kiếm còn cực kỳ yếu ớt hụt hơi chém giết với hai con súc sinh cực kỳ nguy hiểm chỉ có thể tính là thắng thảm đều bị thương không nhẹ cũng may bản mạng phi kiếm tổn hại không nhiều thiếu niên áo trắng suy nghĩ xuất thần không ai dám quấy dày nhưng bầu không khí lạnh mãi như thế cũng không ra sao cả nam tử áo bào xanh đành phải thấp giọng hỏi chân tiên thôi giảm lấy lại tinh thần nhìn một vòng nói với hai gã kiếm tu đã thắng nói lên các người có tư cách tiếp tục hành tàu đại đạo đi xuống dưỡng thường trước đại thủy phủ sẽ cho các người đan dược tốt nhất cùng với cung cấp tất cả tài liệu luyện kiếm cần kiếm tu giã chưa số kia ngươi về sau cứ ở đại thủy phủ này làm một gã cung phụng hạng cuối là được về phần kiếm tu phục long quan ngươi sau khi trở về nói cho sư phụ tham tài háo sắc kia của ngươi chuyện phục long quan lên cung từ hai cấp quan trường quận châu đến phủ đệ hàn thực giang cùng với vài vị các lão nào đó trong chiều đều sẽ hỗ trợ ở nhà chờ tin tức tất đạt được hai người mừng giữa như điên mang ơn cáo từ rời đi thôi sàm quay đầu nói với đường cương sau khi trở về không cần vẽ dán thêm chân ngươi cùng tình báo tử sĩ còn lại tiếp tục ngủ đông là được đường cương nhanh chóng đứng dậy lĩnh mệnh hắn vừa muốn rời đi chỉ nghe thiếu niên áo trắng kia tức giận nói không hiểu được thuận tay rắt dê lấy đi kim ngọc dịch đại thủy phủ còn lại trên mấy bàn đường cương có chút giao dự thôi giảm không kiên nhẫn nói coi như là đại ly nợ ngươi không lấy thì ổn không lấy trên khuôn mặt không có gì đặc biệt kia của đường cương không biết sao nở rộ ra một luồng thần thái khác thường ôm quyền xoay người xài bước rời đi sau khi bước qua bậc cửa đưa lưng về phía thiếu niên áo trắng trên chủ vị nam nhân này ôm quyền cao 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 hơn một bên đầu vai từ đầu tới cuối không dám xoay người đỏ mắt nhìn phương xa cất cao giọng nói vị đại nhân này đại ly chưa bao giờ nợ đường cương một chút nào cho dù chỉ có thể xa xa nhìn đại ly ta phát triển không ngừng Quốc thế cường thịnh, trực trực, tư vị này, hơn kim ngọc dịch kia đâu chỉ trăm ngàn lần. Thiếu niên cười mắng, u công phu nịnh hót này quả thật có chút lô hỏa thuần thanh nha. Chỉ tiếc lão tử không dính cái trò này, cút cút cút. Ngoài cửa, nam nhân đại ly đã sớm không còn trẻ kia, ở dị quốc tha hương, dưới chân nổi gió, các tiếng cười to. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.